Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 23. Sắc mặt Lãnh Quân dữ tợn lên nói. Đây coi là cái gì, vì khống chế sát thủ đỉnh phong tương lai, bọn họ từ nhỏ liền cho những đứa bé này dùng một loại độc dược trị mạng. Loại độc dược trị mạng này sẽ không lấy mạng chúng ta, nhưng nếu như mỗi tháng không có giải được, chúng ta sẽ sống không bằng chết. Tựa như loại cảm giác lúc trước vậy. Nói như vậy, bây giờ người chúng kịch độc. Dương Diệp cau mày hỏi. Đối với thân thế bi thảm của đối phương, hắn một chút hứng thú cũng không có, hắn chỉ quan tâm, đó là đối phương có thể thành tay chân của mình hay không. Phải. Lãnh Quân không có giấu giếm. Đúng vậy mà nói, như vậy nói cách khác ngươi không có một chút giá trị rồi. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Đối với địch nhân, hắn đương nhiên sẽ không đồng tình, tuy thân thế của người này rất bi kịch, nhưng hắn là địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy càng bi kịch càng tốt, thậm chí hắn còn có thể làm cho đối phương càng bi kịch. Chẳng lẽ danh hiệu Diệp chó điên bắt đầu từ đây? Qua nhiều năm như vậy, Dương Diệp minh bạch một đạo lý, tâm đồng tình có thể có, nhưng đồng tình địch nhân của mình, nhân từ với địch nhân, chính là tàn nhẫn với mình. Sự tình hôm nay ta cứu ngươi, ngày mai ngươi trái lại cho ta một đao, Dương Diệp hắn là tuyệt đối không làm. Lãnh Quân nheo mắt, không ngờ lúc trước mình nói đều là nói vô ích. Đúng vậy, sở dĩ hắn nói thê thảm, là hy vọng đạt được Dương Diệp đồng tình, chỉ cần Dương Diệp đồng tình, vậy kế tiếp mình chỉ cần hy sinh một vài thứ, có thể là tự do, như vậy muốn sống sót cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng hiện tại, Dương Diệp này không chỉ không có chút đồng tình, trái lại bởi vì hắn không có giá trị lợi dụng liền muốn giết hắn, đây là người sao? Còn là người sao? Cho ta một cái lý do không giết ngươi, không thì ngươi tự sát đi. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Lãnh Quân trầm ngâm một lát, sau đó nói. Nếu như ngươi có thể giải độc thay ta, đồng thời giúp ta báo thù, cái mạng này của ta sẽ là của ngươi. Ta không giải độc thay ngươi, không giúp đỡ ngươi báo thù, mạng của ngươi cũng là của ta. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Một người đã chết đối với ngươi hữu dụng không? Lãnh Quân nói. Nếu như ngươi có thể thay ta trừ độc, vậy đại biểu ngươi cũng có thể thay sát thủ khác trừ độc. Cứ như vậy, ta có thể vì ngươi liên lạc càng nhiều sát thủ cho ngươi sử dụng. Nghe vậy, Dương Diệp có chút động tâm, sát thủ vương giả cảnh hắn tự mình thể nghiệm, nếu như nắm giữ một chi quân đội sát thủ thần bí như thế, kia đối với mình mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Các ngươi ở trong tổ chức ngũ sát bị người nắm trong tay, thế nhưng tới chỗ ta, ta sẽ dùng phương pháp tương tự điều khiển các ngươi nguyện ý không? Dương Diệp nói. Nguyện ý. Lãnh Quân không chút do dự nói. Tổ chức ngũ sát đối với chúng ta mà nói, đều có thì không đội trời chung, nếu như không phải kịch độc kia, ta tin tưởng, trong tổ chức ngũ sát có ít nhất 8 phần 10 sát thủ trợ yên sẽ phản bội tổ chức. Nếu như ngươi có thể giải độc cho bọn họ, ta bảo chứng, bọn họ nhất định sẽ nguyện ý để ngươi áp chế. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu nói. Những thứ này đều là thành lập ở trên cơ sở ta có thể giải độc thay các ngươi. Thế nhưng các ngươi nghĩ ta có thể thay các ngươi giải độc sao? Tuy ta không biết các ngươi trúng độc gì, nhưng nếu tổ chức ngũ sát kia dùng cái này khống chế các ngươi, nghĩ đến cũng không phải mặt hàng rác rưởi gì. Nghe vậy, Lãnh Quân trầm mặc. Đúng như Dương Diệp nói, những điều kiện hắn nói, đều thành lập trên cơ sở Dương Diệp có thể thay bọn họ giải độc mới được. Nếu như Dương Diệp không thể thay bọn họ giải độc, như vậy hết thảy đều là phù vân. Đúng lúc này, Tử Điêu trên vai Dương Diệp đột nhiên vọt đến trước mặt, tiểu chảo vung vẩy. Ngươi nói ngươi có thể giải. Dương Diệp kinh ngạc nói. Tử Điêu lắc đầu, sau đó tiểu chảo sờ sờ cái bụng của Dương Diệp, tựa hồ muốn nói cái vòng xoáy thần bí kia có thể. Ánh mắt Dương Diệp sáng lên, đúng vậy, tại sao mình lại quên mất vòng khí xoáy? Từ khi phát hiện vòng khí xoáy đến bây giờ, tựa hồ không có chuyện gì là vòng khí xoáy làm không được, giải độc. Đối với vòng khí xoáy mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn về phía Lãnh Quân, sau đó nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao độc kia từ nhỏ bọn họ liền gieo ở trong thân thể chúng ta, hôm nay trong huyết dịch, trong kinh mạch, trong da thịt chúng ta, đều là nọc độc. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, cái tổ chức ngũ sát này thật biến thái, cư nhiên dùng phương thức này tới khống chế sát thủ. Đương nhiên. Lúc này trong lòng hắn càng nhiều hơn là kinh hỉ, bởi vì nếu như vòng khí xoáy có thể giải độc, vậy không đại biểu, sau này sát thủ của tổ chức ngũ sát đều là của Dương Diệp hắn.
Nếu như có nhóm sát thủ này trợ lực, vậy tương lai đối mặt Bách Hoa Cung hoặc thế lực khác, Dương Diệp hắn sẽ có rất nhiều lựa chọn. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, chậm rãi đi tới bên cạnh lãnh quân, sau đó tay khoát lên trên vai, ý thức tiến vào trong cơ thể đối phương tra nhìn. Hắn đương nhiên không sợ lãnh quân đùa giỡn hoa chiêu, phải biết lúc này một tia hồn phách của lãnh quân còn ở trong tay hắn. Chỉ cần lãnh quân không phải ngu ngốc, thì sẽ không ở phía sau chơi mờ ám. Thời điểm cánh tay của Dương Diệp tiếp xúc lãnh quân, trong mắt lãnh quân nhất thời hiện lên hàn mang, thế nhưng rất nhanh, tia hàn mang kia liền biến mất không thấy. Đích xác, trong nháy mắt vừa rồi là thời cơ giết Dương Diệp tốt nhất, thế nhưng hắn bỏ qua, bởi vì hắn không có nắm chặt. Từ trong khoảng thời gian này tới nay hắn lý giải Dương Diệp, hắn biết, nếu Dương Diệp dám ở khoảng cách gần như thế tiếp cận hắn, đồng thời không có bất kỳ phòng bị, vậy hắn nhất định là có thủ đoạn bảo mệnh. Mà một khi hắn giết không được Dương Diệp, vậy chờ đợi hắn, chính là dằn vặt vô tận, thống khổ vô tận. Lúc trước loại thống khổ đến từ sâu trong linh hồn kia, hắn thật sự là không muốn thử lần nữa. Dương Diệp dám khoảng cách gần như thế tiếp cận sát thủ, hắn đương nhiên là có thủ đoạn bảo mệnh, thủ đoạn bảo mệnh của hắn chính là Tử Điêu. Nếu như người trước mắt sản sinh địch ý với hắn, hoặc động thủ, Tử Điêu sẽ cho hắn một đạo tử quang. Tốc độ công kích của sát thủ này nhanh bằng Tử Điêu sao? Đáp án đương nhiên là không. Một lát sau, sắc mặt của Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, lãnh quân chúng độc so với hắn nghĩ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ở trong cơ thể lãnh quân, không, phải nói trong cả người, tất cả đều xen lẫn loại kịch độc này, có thể nói, lúc này lãnh quân căn bản là một độc nhân. Đây là độc gì? Thu hồi tay của mình, Dương Diệp nhìn lãnh quân, sắc mặt ngưng trọng nói. Lãnh quân cười khổ lắc đầu nói. Không biết, ta đã từng tìm kiếm qua một ít đan sư cùng độc sư, thế nhưng không có người nào biết đây là độc gì. Muốn giải loại độc này, ngoại trừ giải dược, muốn giải trừ loại độc dược này, vậy cũng chỉ có cường giả hoàng giả cảnh xuất thủ, hoặc cảnh giới bản thân mình đạt tới hoàng giả cảnh. Ngươi là nói, loại độc này ngay cả tôn giả cảnh cũng không giải được. Dương Diệp trầm giọng nói. Không phải không giải được. Lãnh quân lắc đầu. Nếu như mới vừa trúng loại chi độc này, lấy thực lực của tôn giả cảnh, muốn khu trừ loại độc này không khó. Nhưng vấn đề là chúng ta từ nhỏ đã bị gieo loại độc này, đến bây giờ, độc đã cùng chúng ta hợp thành một thể, cho nên cho dù chúng ta đạt tới tôn giả cảnh, chỉ sợ cũng không giải được. Tổ chức ngũ sát này thật ác độc. Dương Diệp nhẹ giọng nói. Kể từ đó, trừ khi các ngươi đạt tới hoàng giả cảnh, không thì cả đời phải bị bọn họ khống chế. Hoàng giả cảnh. Lãnh quân tự giễu cười nói. Loại cảnh giới này, chúng ta cuối cùng sợ rằng đều không thể trở thành cường giả hoàng giả cảnh. Dù có thể, nhưng bọn hắn sẽ để chúng ta trở thành cường giả hoàng giả cảnh, sau đó thoát khỏi bọn họ khống chế sao? Dương Diệp lắc đầu, không có trả lời lãnh quân. Lúc này hắn đang nghĩ biện pháp, phải làm như thế nào giải độc trên người đối phương. Không hề nghi ngờ, nếu như mình bị hạ loại độc này, cho dù thâm nhập cốt tủy, lấy năng dực của vòng khí xoáy, muốn trừ cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng vấn đề là, độc này không phải ở trên người hắn, mà đang ở trên người người khác. Như vậy vấn đề tới rồi. Vòng khí xoáy ở trên người hắn, ở thời điểm tánh mạng của hắn bị uy hiếp, sẽ ra tay trợ giúp. Thế nhưng muốn nó chủ động hỗ trợ, đây tuyệt đối là không thể nào. Giống như bây giờ, Dương Diệp đã ở trong tâm cầu xin vòng khí xoáy vô số lần, nhưng đối phương không thèm phản ứng. Nói cách khác, để vòng khí xoáy xuất thủ khẳng định là không được. Nếu như vòng khí xoáy không ra tay, không hề nghi ngờ, lãnh quân nhất định phải chết. Thấy Dương Diệp trầm mặc, ánh mắt lãnh quân dần dần giống như cho tàn, một lát sau, hắn trầm giọng nói. Ngươi nên biết, ngoại trừ ta, còn có một người cũng đang âm thầm muốn ám sát ngươi, ta có thể giúp ngươi xuất thủ đối phó hắn. Điều kiện. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Cho ta đi. Lãnh quân nói. Tuy ta không biết người đối với ta dùng thủ đoạn gì, thế nhưng ta biết, người muốn giết ta, sợ rằng chỉ ở một ý niệm. Hơn nữa ta sống so với chết đối với người càng có lợi, bởi vì ta muốn đi giết người ra lệnh ám sát ngươi. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần giết chết đối phương? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Một chút nắm chặt cũng không có. Lãnh quân nói. Lúc trước ta đã nói với ngươi, bất kể là địa sát, huyết sát hay thiên sát, đều có một gã sát thủ chí tôn, cái gì gọi là sát thủ chí tôn?
là đối phương chẳng bao giờ thất bại qua. Tuy đều là vương giả cảnh, thế nhưng ta cùng với hắn chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Nói cách khác người căn bản là muốn chết. Dương Diệp hỏi. Lãnh quân nói. Nhưng so với không ý nghĩa chết ở trên tay ngươi thì tốt hơn, ta đi giết hắn, cho dù chết, coi như ta vì tộc nhân mình xuất lực, không phải sao. Dương Diệp trầm mặc, hắn đương nhiên sẽ không đi quản đối phương sống chết, hắn lưu ý là mình có thể nhiều một trợ thủ hay không, một sát thủ, hơn nữa còn là một sát thủ tinh anh, hắn thật sự không muốn buông tha. Một lát sau, Dương Diệp nói, ta có một phương pháp có thể giải độc cho ngươi, chỉ là quá trình sẽ rất thống khổ. Ngươi có thể giải độc. Lãnh quân chợt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Có thể giải độc, kia đại biểu cái gì? Đại biểu sau này hắn sẽ thoát ly tổ chức ngũ sát khống chế, đại biểu hắn có thể không cố kỵ chất độc trên người, sau đó có thể xuất thủ với người của tổ chức ngũ sát, cũng chính là báo thù thay tộc nhân của mình. Ta không thể xác định, nhưng chúng ta có thể thử xem, không phải sao? Dương Diệp nói. Đương nhiên. Lãnh quân tự nhiên sẽ không phản đối, cho dù chỉ là một chút hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Dương Diệp gật đầu, bấm tay bắn ra, một luồng hỏa diễm xuất hiện ở trong bàn tay, khi hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ giữa sân đột nhiên cao lên. Khi nhìn thấy sợi hỏa diễm này, con người của lãnh quân kịch liệt co rụt lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được trong ngọn lửa kia ẩn chứa năng lượng kinh khủng cỡ nào. Phương pháp của ta chính là dùng ngọn lửa này tiến vào thân thể ngươi. Sau đó dạo một lần trong kinh mạch, lợi dụng nhiệt độ cao của ngọn lửa này, thiêu kịch độc trong cơ thể ngươi. Đương nhiên, ta không có nắm chặt, bởi vì nếu làm không tốt, ngươi có khả năng bị ngọn lửa này thiêu đốt thành tro tàn. Dương Diệp không tim không phổi nói. Đương nhiên, nếu thành công, như vậy ngươi lấy được tân sinh, không còn bị cửu nhân khống chế. Ta có tuyển chọn sao? Lãnh quân cười khổ. Nếu như hắn tuyển chọn không tiếp thu, sợ rằng Dương Diệp sẽ giết hắn tại chỗ. Dương Diệp cười cười, lãnh quân nói không sai, hắn căn bản không có tuyển chọn, bởi vì nếu như hắn cự tuyệt, như vậy Dương Diệp sẽ không chút do dự gạt bỏ. Nếu không thể cho mình sử dụng, lại là địch nhân, như vậy chết cho thỏa đáng. Bấm tay bắn ra, U Minh quỷ hỏa chui vào trong thân thể của lãnh quân, nhất thời. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, xông thẳng lên trời. Đương nhiên, nếu thành công, như vậy ngươi lấy được tân sinh, không còn bị cửu nhân khống chế. Ta có tuyển chọn sao? Lãnh quân cười khổ. Nếu như hắn tuyển chọn không tiếp thu, sợ rằng Dương Diệp sẽ giết hắn tại chỗ. Nếu như sớm biết ngọn lửa này kinh khủng như vậy, đánh chết lãnh quân hắn cũng sẽ không đồng ý phương pháp này, bởi vì đó thật là quá đau khổ. Muốn hình dung loại đau khổ này như thế nào? Có thể nói, lúc này hắn giống như bị một đoàn lửa thiêu nướng. Hơn nữa nướng từ trong ra ngoài, trọng yếu nhất là, hắn vẫn thanh tỉnh. Hiện tại hắn mới biết được, kịch độc phát tác mang đến thống khổ so sánh với ngọn lửa này mang đến thống khổ, như vậy kịch độc chính là tiểu hoa nhi. Nhìn thân thể lãnh quân run lẩy bẩy, Dương Diệp nhướng mày nói. Ngươi có thể chấn định một chút được không? Ngươi giàu gì cũng là cường giả vương giả cảnh, không đến mức biểu hiện chịu không nổi như thế à? Không phải. Nghe vậy. Lãnh quân thiếu chút nữa xỉu vì tức, cái gì gọi là một chút hỏa diễm, nói chuyện có lương tâm một chút được không? Dương Diệp cũng mặc kệ lãnh quân, khống chế U Minh quỷ hỏa không ngừng du tẩu ở trong cơ thể lãnh quân, vì không cho một trợ thủ chết, Dương Diệp rất chăm chú, không nghiêm túc không được a, bởi vì nếu như không cẩn thận, chỉ sợ lãnh quân sẽ trong nháy mắt bốc hơi khỏi nhân gian. Mà nếu lãnh quân chết, như vậy một đám siêu cấp sát thủ tương lai cũng sẽ không còn. Một khắc đồng hồ sau, trên mặt Dương Diệp xuất hiện rất nhiều mồ hôi, bất quá trong mắt lộ ra một chút tiêu ý, bởi vì hắn phát hiện, U Minh quỷ hỏa có hiệu quả với kịch độc. Phàm là địa phương U Minh quỷ hỏa trải qua, chất độc trong kinh mạch và huyết dịch trong cơ thể lãnh quân bị bốc hơi lên, hóa thành hư vô. Nói cách khác, còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Dương Diệp phất tay, một luồng hỏa diễm màu trắng từ trong cơ thể lãnh quân bay đến trong tay hắn. Thu U Minh quỷ hỏa vào trong cơ thể, Dương Diệp nhìn lãnh quân lạnh nhạt nói. Hiện tại kịch độc trong cơ thể ngươi đã 10 đi 9, còn dư lại chút ít đã không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Muốn triệt để giải trừ, ngươi nên biết phải làm sao. Hai mắt lãnh quân khép hờ, cảm thụ trong cơ thể, một lát sau, hai mắt mở ra, vẻ mừng như điên xuất hiện ở trong mắt hắn,
Rất nhanh, Lãnh Quân bình tĩnh lại. Nếu độc đã giải, như vậy vấn đề tới. Hắn một cường giả vương giả cảnh, đương nhiên không cam lòng nguyện ý nghe một tiên thiên cảnh chỉ huy, thế nhưng hắn cũng biết, nếu như lúc này hắn muốn chạy trốn, hoặc có ý tưởng khác, như vậy kết cục sẽ rất thê thảm. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một biện pháp, đó chính là tạm thời đáp ứng. Thấy Lãnh Quân trầm mặc, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, một luồng kiếm ý đánh vào hồn phách của Lãnh Quân, nhất thời. A! À, lại một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng lên, chỉ thấy Lãnh Quân trong nháy mắt ngã trên mặt đất, ngũ quan vặn vẹo biến hình. Dừng tay, ta nguyện ý thần phục ngươi. Lãnh Quân cố nén thống khổ đến từ sâu trong linh hồn, thanh âm khàn khàn cầu xin tha thứ. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ngươi không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, nếu như còn có lần sau, ta thà không cần ngươi, cũng sẽ dằn vặt ngươi chí tử, nếu như ngươi không tin, có thể thử. Không, sẽ không có lần sau. Lúc này đây, Lãnh Quân nói là lời thật lòng. Bởi vì hắn phát hiện, lúc trước Dương Diệp không làm động tác gì, hắn liền biến thành như vậy, nói cách khác, Dương Diệp khẳng định ở trên người hắn thi triển thủ đoạn thần bí gì, loại thủ đoạn này, so với kịch độc kia càng thêm kinh khủng. Ha ha! Đúng lúc này, Lãnh Ngân đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Nhìn Lãnh Quân nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ, khuôn mặt Lãnh Ngân châm biếm cùng trào phúng nói. Thật không nghĩ đến, Lãnh Quân ngươi cư nhiên rơi vào kết cục như vậy, thật là không nghĩ đến. Ha ha! Nhìn Lãnh Ngân đột nhiên xuất hiện, trong mắt Lãnh Quân cũng hiện lên vẻ trào phúng, tên ngu ngốc trước mắt ỉ vào mình có thân pháp quỷ dị khó lường, cũng dám không chút kiêng kỵ đi ra. Sáng! Chánh đại xuất hiện ở trước mặt hắn như thế, đối phương muốn làm gì? Mắt lạnh nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Lãnh Quân nằm dưới đất, về phần tử điêu trên vai Dương Diệp, hắn hoàn toàn bỏ qua. Ha ha, Lãnh Quân, thật không nghĩ đến, đối mặt một tiên thiên cảnh, người sẽ rơi vào trình độ như vậy, chậc chậc. Ngươi còn cầu xin đối phương tha thứ, thật không nghĩ đến, Lãnh Quân ngươi cũng có hôm nay. Lãnh Ngân nhìn Lãnh Quân lắc đầu, chậm rãi nói. Hắn tự nhiên không để Dương Diệp ở trong mắt, bởi vì chỉ cần hắn muốn chạy, đừng nói một tiên thiên cảnh, coi như cường giả linh giả cảnh có thể huyền khí hóa cánh cũng đuổi không kịp. Có huyền kỹ thân pháp quỷ dị kia, hắn cần bận tâm một tiên thiên cảnh nho nhỏ sao? Đáp án là không cần. Dương Diệp không hề động thủ, ngược lại hứng thú nhìn sát thủ đột nhiên xuất hiện kia, ông trời đối với hắn thật quá tốt, mới vừa thu phục được một trợ thủ siêu cấp. Hiện tại lại nữa một cái, chẳng lẽ mình là con riêng của nữ thần may mắn? Lãnh Quân như nhìn ngu ngốc nhìn Lãnh Ngân, sau đó nói. Lãnh Ngân, trước đây ta chẳng qua cảm thấy ngươi hữu dũng vô mưu, hiện tại xem ra, hữu dũng vô mưu cũng là khen ngươi. Ngươi quả thực chính là siêu cấp ngu ngốc, ngươi căn bản là một người đầu heo a. Thực lực của ngươi và ta không sai biệt lắm, hôm nay ta rơi vào tình cảnh như vậy, lẽ nào ngươi không ngẫm lại đây là tại sao sao? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không do dự xoay người bỏ chạy, mà ngươi lại không chút kiêng kỵ xuất hiện ở đây, nói ngươi óc heo, cũng là vũ nhục heo, heo thấy đồ tể còn biết kêu hét bỏ chạy a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe vậy, Lãnh Ngân biến sắc, đúng vậy, tại sao mình không nghĩ qua vấn đề này chứ? Thực lực của Lãnh Quân so với mình, chỉ hơn chứ không kém, thế nhưng hắn rơi vào kết cục như vậy. Nghĩ tới đây. Lãnh Ngân quay đầu nhìn về phía Dương Diệp đang trêu tức nhìn hắn, thấy ánh mắt đùa giỡn của Dương Diệp, trong lòng Lãnh Ngân rùng mình. Đây là cái ánh mắt gì? Nhận thấy được sự tình không ổn, thân hình Lãnh Ngân khẽ động, chuẩn bị bước trở ra, nhưng đã muộn, ở chung quanh hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một quang bích tử sắc. Nhìn quang bích tử sắc, Lãnh Quân lộ ra thần sắc nhìn có chút hả hê, mình bây giờ rốt cục có bạn. Thấy quang bích tử sắc, Lãnh Ngân thầm nghĩ không tốt. Không chút do dự cho quang bích một trường, nhưng quang bích không chút sứt mẻ, mà thời điểm hắn chuẩn bị công kích, một đạo tử quang quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh! Lãnh Ngân bị đánh bay. Tiếp tục oanh, ân, lưu một hơi là được. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Lãnh Ngân kia vừa nhìn liền biết là một tên xương cứng, phải trước nhổ hết gai trên người đã, sau đó nói vấn đề khác sau. Ở dưới Dương Diệp bày mưu đặt kế, tử điêu lại chém ra hơn 10 đạo tử quang. Cũng may tử điêu đã khống chế lực lượng của tử quang có thể tạo thành thống khổ cho Lãnh Ngân, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, tuy như vậy, cũng khiến Lãnh Ngân thoải mái gần chết. Sau nửa canh giờ,
Lãnh Ngân đã hấp hối, trình độ chật vật so với lãnh quân lúc trước, quả thật còn thảm hơn. Không có chút nói nhảm, cũng không có hỏi ý kiến của Lãnh Ngân, Dương Diệp lệnh Tử Điêu lấy ra một tia hồn phách, bởi vì lần này Lãnh Ngân thanh tỉnh, cho nên thống khổ khi hút ra hồn phách, làm cho Lãnh Ngân trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, điều này làm cho lãnh quân ở một bên nhìn thân thể co giật. Hai khắc sau, Lãnh Ngân tỉnh lại, khi thấy Dương Diệp, trong mắt Lãnh Ngân nhất thời hiện lên sát ý. Nhìn thấy bộ dáng này của Lãnh Ngân, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, móc ra một tấm phù lục thượng phẩm vỗ vào trên người Lãnh Ngân, sau đó nói. Tiếp tục oanh. Lãnh quân. Chấm. Tử Điêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vung tiểu trảo lên, mười mấy đạo tử quang đánh vào trên người Lãnh Ngân, sau đó đối phương lại hôn mê bất tỉnh. Một khắc sau, ở dưới tác dụng của trị liệu phù, Lãnh Ngân tỉnh lại, khi thấy Dương Diệp, trong mắt Lãnh Ngân nhất thời lộ ra hung quang, đồng thời còn chuẩn bị động thủ. Tiếp tục oanh. Lại oanh. Một lúc lâu sau, Lãnh Ngân tỉnh lại, lúc này đây, khi hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt không có hung quang, có chỉ là kiêng kỵ cùng sợ hãi, nhưng Dương Diệp phảng phất như nói thuận miệng, nhìn thấy Lãnh Ngân tỉnh lại, không chút do dự nói. Tiếp tục oanh. Vừa nói vừa vỗ vào trên người Lãnh Ngân một tấm phù lục thượng phẩm. Phù lục nhiều, có thể tùy hứng. Lãnh Ngân bi kịch. Một khắc sau, Lãnh Ngân tỉnh lại, lần này khi hắn tỉnh lại, mở mắt ra câu nói đầu tiên là. Ta chịu thua. Điều này làm cho Dương Diệp chuẩn bị nói tiếp tục oanh sửng sốt, đối phương lại nhận thua. Nhưng lúc này, mười mấy đạo tử quang lại đánh vào trên người Lãnh Ngân. Ở trong nháy mắt ngất đi, trong dòng Lãnh Ngân kêu rên. Ta con mẹ nó đã nhận thua, ngươi còn muốn thế nào, ta nhận thua a, đại ca, ta nhận thua, dù ngươi muốn giết ta, cho ta một cái thống khoái không được sao. Dương Diệp cũng sững sờ, mình chưa nói oanh a. Nhìn về phía Tử Điêu, chỉ thấy Tử Điêu mở to mắt, sau đó vuốt tiểu chảo, tựa hồ muốn nói quen tay. Lãnh quân. Chấm. Dương Diệp. Chấm. Hai người triệt để hết chỗ nói, nhìn về phía Lãnh Ngân, trong con mắt đầy vẻ đồng tình. Lãnh Ngân thực sự quá bi kịch. Qua một khắc đồng hồ, Lãnh Ngân tỉnh lại, lúc này đây, hắn không nhìn Dương Diệp, mà nhìn về phía Tử Điêu, nhìn tiểu bất điểm kia, trong mắt Lãnh Ngân tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nếu như sớm biết huyền thú vương cấp thần bí kia kinh khủng như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không tới, bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm. Muốn sống, hay muốn chết? Dương Diệp nói thẳng. Nếu như muốn sống, người hẳn minh bạch làm như thế nào? Nếu như muốn chết, ngươi tự sát, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Khóe miệng Lãnh Ngân co giật, tự sát. Không ai muốn chết, con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi là người. Lãnh Ngân chọn tự nhiên là sống, lựa chọn này khiến Dương Diệp rất vui vẻ. Đương nhiên, hắn không phải vui vẻ Lãnh Ngân có thể sống, mà là vui vẻ hắn lại thêm một trợ thủ siêu cấp. Lúc này đây đi cổ chiến trường, bất kể là đối mặt đệ tử sáu thế lực lớn, hay thiên tài yêu nghiệt vực khác. Hắn lại thêm một lá bài tẩy. Khi biết Dương Diệp có thể thay mình giải độc, mâu thuẫn trong lòng Lãnh Ngân đối với Dương Diệp nhất thời tiêu tán rất nhiều, tuy sau khi giải độc bọn họ sẽ bị Dương Diệp quản chế, nhưng so với bị cửu nhân mình quản chế thì tốt hơn rất nhiều, hơn. Nữa từ nay về sau, bọn họ có thể triệt để thoát ly tổ chức ngũ sát, không chỉ như vậy, bọn họ còn có thể xuất thủ với tổ chức ngũ sát. Ta muốn về Nam Vực. Đúng lúc này, đột nhiên Lãnh Quân lên tiếng nói. Dương Diệp nhướng mày nói. Vì sao? Hắn còn muốn mang theo hai người này đi cổ chiến trường nha. Lãnh Quân trầm giọng nói. Ở Nam Vực, còn có rất nhiều sát thủ giống như ta và Lãnh Ngân. Đương nhiên, thực lực của bọn họ không mạnh như chúng ta, thậm chí rất nhiều chỉ là phàm nhân cảnh, tiên thiên cảnh, nhưng tiềm lực của bọn hắn cực kỳ cường đại. Nếu như ngươi có thể thay giải độc bọn họ, vậy bọn họ nhất định sẽ nguyện ý cống hiến cho ngươi. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có nhiều hơn rất nhiều giúp đỡ, càng có thể suy yếu thực lực chỉnh thể của tổ chức ngũ sát. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần để cho bọn họ tới tìm ta? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Trên 9 thành, Lãnh Quân trầm giọng nói. Bọn họ cùng tổ chức ngũ sát đều có thù không đội trời chung, nếu như có thể thoát khỏi tổ chức ngũ sát khống chế, bọn họ nhất định sẽ không cự tuyệt. Chỉ là kể từ đó, chúng ta rất có thể sẽ trở thành đối tượng tổ chức ngũ sát truy sát. Thậm chí, tổ chức ngũ sát có thể sẽ xuất động địa sát, cũng chính là sát thủ linh giả cảnh tới giết chúng ta. Cái này không sao cả. Dương Diệp nói.
Dù sao bọn họ cũng không thể tiến vào cổ chiến trường, dù vào cổ chiến trường, cũng không thể ra tay với chúng ta. Nói như vậy, người đồng ý. Lãnh quân hỏi. Đương nhiên đồng ý. Dương Diệp cười nói. Người cùng Lãnh Ngân đều về Nam Vực, tận khả năng đi tìm sát thủ của tổ chức ngũ sát, sau đó mang theo bọn họ tới cổ chiến trường tìm ta, lấy thân pháp của các ngươi, muốn xuyên qua thập vạn đại sơn đi cổ chiến trường, hẳn không phải việc khó gì. Chỉ cần các ngươi tiến vào cổ chiến trường, ta tự nhiên có biện pháp tìm được các ngươi. Ngươi không sợ chúng ta chạy trốn sao? Lúc này, Lãnh Ngân ở một bên đột nhiên nói. Các ngươi dám sao? Dương Diệp hỏi ngược lại. Lãnh Ngân hừ lạnh một tiếng nói. Có cái gì không dám, chỉ cần ly khai ngươi cùng huyền thú vương cấp thần bí kia, ngươi còn có thể tìm được chúng ta sao? Dương Diệp cười cười nói. Ngươi có thể thử. Lãnh Ngân trầm mặc, lúc trước hắn còn ôm một tia ảo tưởng, đó chính là phương pháp Dương Diệp khống chế bọn họ cần khoảng cách. Nói cách khác, chỉ khi bọn họ cùng Dương Diệp ở một chỗ, Dương Diệp mới có thể khống chế bọn họ. Thế nhưng hiện tại, thái độ của Dương Diệp cho hắn biết, phương pháp Dương Diệp khống chế hai người bọn họ, căn bản không bị khoảng cách hạn chế. Nghĩ vậy trong mắt Lãnh Ngân cùng Lãnh Quân đều hiện lên bi sắc, bọn họ không muốn chết, nhưng cũng không muốn tự do bị người khác điều khiển, thử nghĩ, có người nào thực nguyện ý đi làm tay chân cho người khác. Bất quá bây giờ bọn họ căn bản không có tuyển chọn. Như biết hai người suy nghĩ, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Ta chỉ cần các ngươi 10 năm tự do, 10 năm sau, ta sẽ giải trừ cấm chế trên người các ngươi, khôi phục tự do cho các ngươi. 10 năm với hắn mà nói, đã đủ rồi. Bởi vì hắn có tự tin, ở trong 10 năm, hắn hoàn toàn không cần bất luận trợ thủ gì. Thật! Nghe Dương Diệp nói, Lãnh Ngân cùng Lãnh Quân chợt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, kích động nói. Tự nhiên, Dương Diệp nói. Nói 10 năm liền 10 năm, đương nhiên, nếu như 10 năm này các ngươi đối với ta bằng mặt không bằng lòng, hoặc khiến ta không hài lòng, vậy cũng không cần 10 năm, sau một khắc ta sẽ cho các ngươi tiêu thất khỏi thế gian này. Tuyệt đối sẽ không. Hai người vội vàng bảo đảm, 10 năm, đối với một người bình thường mà nói, có lẽ là một đoạn năm tháng khá dài, thế nhưng đối với huyền giả mà nói, bất quá là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Lãnh Quân và Lãnh Ngân rời đi. Nắm giữ hai sợi hồn phách của đối phương, Dương Diệp tự nhiên không sợ đối phương đào tẩu, hoặc có ý niệm gì khác, bởi vì chỉ cần một ý niệm của hắn, cho dù cách xa vạn dặm, đối phương cũng sống không bằng chết. Cho nên hắn hoàn toàn không sợ đối phương đùa giỡn hoa chiêu gì, hoặc là một đi không trở lại. Trên lôi điêu, nhìn rừng rậm cùng ngọn núi phía dưới, Dương Diệp không biết trôi dạt đến nơi nào. Nếu giải quyết xong sát thủ đánh lén, hắn tự nhiên không cần đi bộ về phía cổ chiến trường. Đối với cổ chiến trường, Dương Diệp cũng có chút hướng tới, dù sao chỗ đó tụ tập toàn bộ thiên tài yêu nghiệt của huyền giả đại lục. Lúc này đây thiên tài và yêu nghiệt, bất kể chất lượng hay số lượng, đều không phải thiên tài tham gia thanh vân bảng có thể so sánh. Dương Diệp hắn, cũng muốn kiến thức thiên tài yêu nghiệt của các vực, muốn nhìn xem hắn cùng thiên tài yêu nghiệt vực khác chênh lệch bao lớn. Đương nhiên, hắn cũng không quên mục đích tới cổ chiến trường. Đề thăng thực lực, mới là mục đích chủ yếu nhất của hắn lần này. Trải qua mấy lần giao phong với Bách Hoa Cung, Dương Diệp minh bạch một đạo lý, đó chính là thực lực của hắn quá yếu. Đừng nói đối kháng Bách Hoa Cung, nếu như không phải có Phủ Văn Sư Công Hội, Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng, hắn sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Mấy lần trước có Phủ Văn Sư Công Hội cùng Thủy Hoàng đảm bảo mình, thế nhưng sau này thì sao? Sau này mình có thể kỳ thác hy vọng vào trên thân người khác sao? Đáp án là không thể. Cho nên, muốn cứu mẫu thân, còn phải dựa vào chính hắn. Chỉ bất quá mỗi khi nghĩ đến Bách Hoa Cung, hắn cảm giác rất vô lực, mặc kệ tiềm lực của Dương Diệp hắn bao lớn, thiên phú yêu nghiệt bao nhiêu, thế nhưng hắn lúc này, ở trong mắt Bách Hoa Cung tựu như một con kiến. Cứu mẫu thân, chỉ có thể dùng trí, không thể chọi cứng. Đây là một đạo lý mà bây giờ Dương Diệp phải hiểu. Quái vật khổng lồ Bách Hoa Cung kia cũng có địch nhân, tịch như Đại Tần Đế Quốc, tỉ như địch nhân khác hắn không biết, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, sẽ đối phó Bách Hoa Cung, vậy chỉ có thể đi tụ tập thế lực có cửu oán với Bách Hoa Cung. Đương nhiên, bản thân hắn cũng cần phải có thế lực của mình. Cho nên trước đây, hắn mới sẽ chọn bại lộ U Minh Quỷ Hỏa, giải độc thay Lãnh Quân cùng Lãnh Ngân. Nếu như Lãnh Quân cùng Lãnh Ngân có thể mang đến càng nhiều sát thủ, cộng thêm huyền thú vương cấp hắn thu phục,
tương lai đối kháng Bách Hoa Cung, hắn sẽ nhiều hơn mấy phần nắm chặt. Muốn thu phục càng nhiều huyền thú, vậy cũng chỉ có để thăng cảnh giới của mình, để vòng khí xoáy phát triển, cho nên ở một đoạn thời gian kế tiếp, Dương Diệp điên cuồng tu luyện. Hắn không thiếu đá năng lượng cực phẩm cũng có một chút, cho nên hắn có thể không hề cố kỵ tu luyện. Sau khi tiêu hao gần một vạn viên đá năng lượng, Dương Diệp rốt cục lên cấp, lúc này đây, hắn liên tục nhảy hai cấp, từ tiên thiên cảnh thất phẩm đạt tới tiên thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy kém một cơ hội liền có thể tiến vào vương giả cảnh, nếu như không có cơ hội này, dù dùng thêm một vạn viên đá năng lượng cũng vô dụng. Cho nên Dương Diệp chỉ có thể tạm thời buông tha ý nghĩ tấn chức vương giả cảnh. Trên lôi điêu, Dương Diệp mở hai mắt ra, khẽ ngẩng đầu, nhìn trời xanh mây trắng phía xa, hít sâu một hơi, trong mắt có chấn động khó có thể che giấu. Từ khi hắn bắt đầu hấp thu đá năng lượng đến bây giờ, tổng cộng mới chừng 10 ngày mà thôi. Mà trong 10 ngày này, hắn lại từ tiên thiên cảnh thất phẩm tăng lên tới tiên thiên cửu phẩm đỉnh phong. 10 ngày để thăng 2 đẳng cấp, tốc độ như vậy cũng quá nhanh đi. Dương Diệp đương nhiên biết, để thăng cảnh giới nhanh như vậy, nhất định là nhờ vòng khí xoáy, cũng chính vì vậy, Dương Diệp mới chấn kinh. Vòng khí xoáy đến tột cùng có lai lịch gì? Từ khi phát hiện vòng khí xoáy đến bây giờ, vòng khí xoáy này tựa hồ chính là vạn năng, giống như không có cái gì không thể giải quyết. Ngay cả U Minh Quỷ Hỏa ở trước mặt vòng khí xoáy, cũng không có năng lực phản kháng, còn có nhân vật như Mạc Lão, Túy Đạo Nhân, Thủy Hoàng, đều không thể phát hiện vòng khí xoáy trong cơ thể hắn, vòng khí xoáy này đến tột cùng là cái gì? Vì sao có thể có được năng lực kinh khủng như vậy? Nó còn có năng lực gì mà mình chưa phát hiện? Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, vì sao nó ở trên người của mình? Dương Diệp cười khổ lắc đầu, mấy vấn đề này. Trước đây hắn không phải không nghĩ qua, thế nhưng mỗi lần đều không có kết quả, lúc này đây cũng giống như vậy, vẫn không có một kết quả. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần vòng khí xoáy này không hại hắn thì tốt rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Diệp đứng lên, tâm niệm vừa động, một đạo tử quang hiện lên, tử điêu xuất hiện ở trước mặt hắn. Tử điêu, ngươi còn có thần thông gì khác không? Dương Diệp hỏi, mỗi lần tử điêu tấn cấp, đều có chút năng lực mới. Cho nên Dương Diệp mới sẽ hỏi như thế. Tử Điêu mở to mắt, suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt sáng ngời, sau đó tiểu chảo vung về phía Dương Diệp, không có tử quang, cái gì cũng không có, nhưng Dương Diệp ngây dại. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, ấn kiếm trên tay cùng mấy cái nạp giới không thấy. Cổ họng Dương Diệp co giật hỏi. Tử Điêu, ngươi lấy bọn nó đi nơi nào rồi? Tử Điêu vung tiểu chảo lên. Ấn kiếm cùng mấy cái nạp giới nhất thời xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhìn nạp giới cùng ấn kiếm đột nhiên xuất hiện, Dương Diệp ngây dại. Bởi vì hắn căn bản không phát hiện nạp giới cùng ấn kiếm xuất hiện thế nào. Nếu như không phải đầu sỏ gây nên đang ở trước mắt, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng trên đời này lại có sự tình như vậy. Bởi vì bất kể là ấn kiếm hay nạp giới, đều có một tia tinh thần lạc ấn của hắn, thế nhưng thời điểm nạp giới cùng ấn kiếm biến mất, Dương Diệp cảm giác được tinh thần lạc ấn tiêu thất, phảng phất như cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Cái này cũng quá kinh khủng đi, nếu như tử điêu đoạt người khác, sau đó mang tới cho mình. Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi bị dọa ra mồ hôi lạnh. Ngươi còn có năng lực mới gì không? Dương Diệp ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, tiếp tục hỏi. Tử điêu suy nghĩ một chút, rất nhanh lại bắt đầu huy động tiểu chảo. Tiểu chảo vung lên. Chỉ thấy một thanh kiếm khí tử sắc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, tử điêu huy động tiểu chảo rất nhanh, theo tiểu chảo của tử điêu không ngừng đuôi vũ, giữa sân xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Kiếm khí tử sắc nguyên bản ở trước mặt Dương Diệp, thế nhưng theo tiểu chảo của tử điêu vung lên, sau một khắc liền xuất hiện ở phía sau Dương Diệp, vung cái nữa, lại xuất hiện ở trên đầu Dương Diệp. Kiếm khí một hồi xuất hiện ở đây, một hồi lại xuất hiện ở kia. Làm trong mắt Dương Diệp xoay chuyển loạn xạ. Dương Diệp nguyên bản cho rằng ngự kiếm thuật của mình đã đủ quỷ dị, hiện tại so sánh với tử điêu, hắn mới phát hiện, ngự kiếm thuật của hắn chỉ là rác rưởi. So tốc độ, chiêu thức ấy của tử điêu có thể ngược chết ngự kiếm thuật, so lực lượng, nếu như ngự kiếm thuật không ra chỉ kiếm ý, như vậy uy lực so với kiếm khí kia hoàn toàn có thể bỏ qua. Đương nhiên, chiêu thức ấy của tử điêu làm Dương Diệp kiêng kỵ nhất, là kiếm khí xuất quỷ nhập thần kia. Làm người ta khó lòng phòng bị. Chỉ sợ nguyên đồng đối mặt kiếm khí này, cũng sẽ nhức đầu không thôi.
Mà đúng lúc này, Tử Điêu cũng lần thứ hai huy vũ tiểu trảo, sau đó, gần trăm kiếm khí tử sắc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, 100 đạo kiếm khí kia bắt đầu xuyên loạn ở trên bầu trời. Trăm đạo kiếm khí một hồi xuất hiện ở đây, một hồi lại xuất hiện ở kia, tràng cảnh như vậy làm ra đầu Dương Diệp có chút tê dại. Tựa hồ Tử Điêu chơi rất vui vẻ, tiểu trảo không ngừng quơ quơ, theo tiểu trảo của nó huy vũ, 100 đạo kiếm khí kia bắt đầu ở trên không trung hợp thành các loại kiếm trận quái dị, đương nhiên, trọng yếu nhất là, kiếm khí này không có quỹ tích lần theo. Tỷ như lần trước là một kiếm trận hình vuông, thế nhưng sau một khắc, kiếm trận hình vuông trở thành kiếm trận hình tam giác. Đúng vậy, là trực tiếp hình thành, căn bản không có quá trình. Dương Diệp biết, tiểu gia hỏa này là học vạn hạp kiếm trận của hắn, nếu như không lấy uy lực tới luật, phương pháp công kích của Tử Điêu có thể đè chết vạn hạp kiếm trận. Tốc độ biến hóa này, tốc độ quỷ dị này, chỉ sợ ngay cả cường giả linh giả cảnh cũng không thể né tránh. Không hổ là không gian điêu tộc đến từ yêu vực, tuy còn nhỏ, cũng đã có thần thông không gian quỷ dị như vậy. Đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên. Dương Diệp biến sắc, lại có người đến nơi này, thậm chí ngay cả Tử Điêu cũng không thể phát hiện, thực lực này. Nghĩ vậy, Dương Diệp như lâm đại địch, cánh tay khẽ động, hộp kiếm xuất hiện ở trong tay, đồng thời huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun trào. Tử Điêu cũng ngừng huy vũ tiểu trảo, ánh mắt nhìn bốn phía, tựa hồ muốn nói, vì sao không phát hiện được đối phương. Đúng lúc này, một trung niên quỷ dị xuất hiện ở trên lôi điêu, khi nhìn thấy trung niên này, Dương Diệp nhất thời thở dài một hơi, trung niên này không phải người khác, đúng là trung niên lúc đầu đưa hắn lệnh bài, muốn hắn có cơ hội tới thập vạn đại sơn kia. Mà đúng lúc này, 100 đạo kiếm khí tử sắc trên không trung đột nhiên quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện, đã ở trước mặt của trung niên, đây là Tử Điêu động thủ. Hiển nhiên, trung niên này xuất quỷ nhập thần khiến Tử Điêu khó chịu. Thấy một màn như vậy, Dương Diệp cả kinh, thời điểm hắn chuẩn bị xuất thủ, trung niên kia mỉm cười, sau đó nói. Đinh! Dứt lời, chỉ thấy kiếm khí quỷ dị dừng ở giữa không trung, phảng phất như thời gian dừng lại. Tử Điêu mở to hai mắt, nhìn trung niên trước mắt, hiển nhiên bị chiêu thức ấy của trung niên dọa sợ rồi. Bị dọa sợ còn có Dương Diệp. Trước đây hắn chỉ biết trung niên thần bí kia thực lực rất mạnh, thế nhưng hắn không nghĩ tới trung niên trước mắt thực lực kinh khủng đến loại trình độ này. Bởi vì trung niên kia chưa từng xuất thủ qua, chỉ bình bình đạm đạm nói một chữ định, sau đó 100 đạo kiếm khí tử sắc của Tử Điêu bị định trụ. Đây là thủ đoạn gì? Trung niên này đến tột cùng có thực lực gì? Tôn giả cảnh, hay hoàng giả cảnh? Ngăn chặn khiếp sợ cùng nghi hoặc trong lòng, Dương Diệp nói. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Trung niên mỉm cười, sau đó 100 đạo kiếm khí ở trước mặt hắn tiêu thất, như chẳng bao giờ xuất hiện qua, điều này làm cho Dương Diệp ở một bên càng thêm chấn kinh. Thực lực của trung niên trước mắt quyết không thua đám người túy đạo nhân cùng Thủy Hoàng. Trong lòng Dương Diệp thầm nghĩ. Nhìn Dương Diệp, trong mắt trung niên lóe lên vẻ kinh ngạc. Kiếm ý tứ trọng, tiên thiên cửu phẩm đỉnh phong, thân thể đã không thua huyền thú linh cấp bình thường. Còn lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, tiểu tử nhân loại, người khiến ta ngoài ý muốn. Dương Diệp lắc đầu, không đi thảo luận đề tài này nói. Không biết lần này tiền bối đến đây, là có chuyện gì? Thăm tiểu gia hỏa kia. Ánh mắt của trung niên nhìn về phía Tử Điêu, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp nói. Không hổ là thiên địa sủng nhi, tuổi nhỏ như vậy, đã nửa chân bước vào linh cấp, càng có thiên phú thần thông không gian quỷ dị. Đây là vì lực lượng huyết mạch sao? Quả nhiên khiến người ta ước ao. Tử Điêu mở to mắt, không nói gì. Trung niên muốn nói cái gì, thế nhưng do dự hồi lâu lại không nói, chỉ nặng nề hít một hơi, trong đó có bất đắc dĩ cùng không cam lòng, ngay cả Dương Diệp ở một bên cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Thấy trung niên như vậy, Dương Diệp âm thầm tính toán. Trung niên trước mắt này thực lực nhất định không kém gì túy đạo nhân cùng Thủy Hoàng, nếu như có thể kết giao cường giả như vậy. Hoặc nói làm cho đối phương thiếu mình một nhân tình, vậy ngày sau mình đối mặt Bách Hoa Cung, sẽ thêm một lá bài tẩy cùng vài phần nắm chặt. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không do dự, lập tức quả quyết nói. Tiền bối, người hai lần đến đây tìm Tử Điêu, ta nghĩ, hẳn không phải đơn thuần chỉ là muốn gặp Tử Điêu à. Nói đến đây, Dương Diệp dùng một chút, sau đó tiếp tục nói. Nếu như tiền bối có chỗ nào cần ta và Tử Điêu, chỉ cần ta cùng Tử Điêu có năng lực làm. Chúng ta có thể thử một lần. Nghe vậy,
Trong mắt trung niên lóe lên tinh quang, có chút kích động nói. Lời ấy là thật. Nói xong lại hỏi. Ngươi có thể đại biểu tiểu gia hỏa kia? Dương Diệp cười cười, nhìn về phía Tử Điêu, thân hình nó lóe lên, rơi xuống trên vai Dương Diệp, sau đó tiểu chảo sờ sờ cái lỗ tai của Dương Diệp, một bộ vô cùng thân thiết. Thấy một màn như vậy, trung niên hơi biến sắc, sau đó nhìn Dương Diệp rất sâu nói. Tiểu tử nhân loại, ngươi thật là càng ngày càng khiến ta tò mò. Nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Dương Diệp lắc đầu nói. Vẫn là tiền bối trước tiên nói rõ cần ta và Tử Điêu làm cái gì đi. Hắn cũng không ngốc, vạn nhất đối phương muốn hắn và Tử Điêu làm chuyện động trời nào đó, vậy hắn không phải tìm đường chết sao? Tiểu tử ngươi thật cẩn thận. Trung niên khẽ cười, sau đó nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi làm sự tình vượt qua phạm vi năng lực của các ngươi. Ta chỉ muốn hỏi một chút, gia hỏa kia là làm sao đi tới Nam Vực. Nói xong, ánh mắt trung niên nhìn về phía Tử Điêu. Dương Diệp cau mày. Hắn đương nhiên không tin mục đích trung niên tìm đến bọn họ chỉ vì hỏi một câu như vậy. Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp nói. Tiền bối, mục đích của ngươi hẳn không phải chỉ một câu nói này à? Nhân loại thông minh. Trung niên cười cười, sau đó nhìn về phía Tử Điêu, sắc mặt ngưng trọng nói. Dưới tình huống không có cường giả suy yếu kết giới của giới vực, tiểu gia hỏa này không có khả năng xuất hiện ở Nam Vực. Nhưng vấn đề là nó lại xuất hiện. Nói cách khác. Ngoại trừ con đường xuyên qua giới vực, còn có phương pháp khác có thể qua lại các vực. Lấy năng lực của tiền bối, muốn xuyên qua giới vực hẳn không khó lắm à? Dương Diệp hỏi. Không khó. Trung niên nói. Chỉ là, nếu ta là ly khai Nam Vực, sợ rằng huyền thú đế quốc của ta sẽ ở trong khoảnh khắc bị loài người tiêu diệt. Mà qua một ít thời gian, ta sẽ đi sông Tiên Lộ, bất kể thành công hay thất bại, ta đều sẽ không xuất hiện ở Nam Vực. Mà đến lúc đó, ức vạn huyền thú trong thập vạn đại sơn sẽ trở thành nô lệ của loài người. Tiền bối là muốn toàn bộ huyền thú trong thập vạn đại sơn đi vực khác. Dương Diệp cả kinh nói. Trung niên gật đầu. Mặc dù bây giờ huyền thú cùng nhân loại bình an vô sự, thế nhưng chung quy có một ngày nhân loại sẽ hạ thủ với huyền thú tộc ta. Nội đan của huyền thú chúng ta cùng với vô số thiên tài địa bảo trong thập vạn đại sơn, lấy tính cách tham lam của nhân loại. Bọn họ sao sẽ không động tâm? Động tâm thì sẽ động thủ, hiện tại không động thủ, là bởi vì còn có ta, nhưng nếu ta không còn, chỉ sợ thập vạn đại sơn sẽ trở thành hậu hoa viên của loài người. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ, tuy hắn cũng là nhân loại, nhưng lại không thể không thừa nhận, trung niên thần bí trước mắt nói có đạo lý. Huyền thú nội đan, còn có vô số thiên tài địa bảo trong thập vạn đại sơn, ai có thể không động tâm? Nếu như các ngươi có biện pháp để bộ tộc huyền thú ta đi vực khác, ân, tốt nhất là yêu vực, bổn hoàng có thể đáp ứng các ngươi bất cứ chuyện gì. Trung niên trầm giọng nói. Nghe được hai chữ bổn hoàng, Dương Diệp nheo mắt nói. Tiền bối là thú hoàng của huyền thú đế quốc. Trung niên gật đầu nói. Huyền thú ta không giống nhân loại các ngươi ưa thích lật lọng, bổn hoàng đã nói, thì nhất định sẽ làm được. Nghe được trung niên thừa nhận, Dương Diệp hít một hơi khí lạnh. Thảo nào trung niên trước mắt thực lực kinh khủng như vậy, nguyên lai đối phương là chủ nhân của thập vạn đại sơn. Sau khi hết khiếp sợ, Dương Diệp nhìn không được kích động, bởi vì nếu như Tử Điêu có thể trợ giúp đối phương, đó không phải đại biểu thú hoàng này thiếu mình một thiên đại nhân tình sao? Nghĩ vậy, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tử Điêu, nhưng Tử Điêu cũng cho hắn một chậu nước lạnh. Ở dưới ánh mắt của Dương Diệp cùng thú hoàng, Tử Điêu lắc đầu, biểu đạt không cách nào làm được. Thấy Tử Điêu lắc đầu, trong mắt thú hoàng lóe lên thất vọng, thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ trời muốn vong huyền thú bộ tộc ta sao? Dương Diệp nhíu mày, trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ giọng nói. Tử Điêu, người ta làm sao tới được nơi này? Nghe Dương Diệp hỏi, thú hoàng cũng nhìn về phía Tử Điêu, hiển nhiên hắn cũng muốn biết vấn đề này. Nghe Dương Diệp hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Điêu trong nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt xoay chuyển. Hiển nhiên thiếu gia hỏa không muốn trả lời vấn đề này. Dương Diệp xoa đầu nhỏ của Tử Điêu, sau đó nói. Đừng đánh mưu ma trước quỷ, việc này đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Nghe vậy, Tử Điêu quệt miệng nhỏ, sau đó huy vũ tiểu trảo. Trải qua Tử Điêu giải thích, Dương Diệp rốt cuộc biết tại sao Tử Điêu lại xuất hiện ở Nam Vực. Nguyên nhân là bởi vì ham chơi. Tử Điêu nói đại khái ý tứ là như thế này, ở trong yêu vực.
trong tộc quần của nó xảy ra chiến đấu, lần chiến đấu kia, làm cho trong tộc xuất hiện một vòng xoáy không gian thần bí, mà nó thì bởi vì hiếu kỳ cùng ham chơi, sau đó ở dưới tình huống thân nhân không chú ý, chui vào trong vòng xoáy không gian này. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở Nam vực rồi. Sau khi hiểu ý tứ của Tử Điêu, Dương Diệp dở khóc dở cười, vòng xoáy không gian, tiểu gia hỏa này cũng dám tiến vào, trong vòng xoáy không gian kia nguy hiểm, chỉ sợ tôn giả cảnh cũng không dám tùy ý tiến vào a. Thú Hoàng ở một bên cũng lắc đầu cười, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này đi tới Nam vực như thế. Hắn cũng có thể chế tạo vòng xoáy không gian, chỉ là ai dám tiến vào. Trong vòng xoáy không gian, nguy hiểm cùng kinh khủng hắn là biết rõ ràng, không cẩn thận, coi như là tôn giả cảnh tiến vào cũng bị xé rách thành phần vụn. Dù tiến vào may mắn bất tử, nhưng ai biết vòng xoáy không gian này sẽ truyền tống người đến địa phương nào. Nói tóm lại, chuyện di chuyển huyền thú bộ tộc coi như tan vỡ. Thú Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi, ngay lúc này, Tử Điêu đột nhiên vọt đến trước mặt Thú Hoàng, sau đó từng đạo sóng gợn bay về phía Thú Hoàng. Dần dần, ánh mắt Thú Hoàng chậm rãi mở to. Sau một lát, ánh mắt Thú Hoàng nhìn về phía Dương Diệp, nhìn Dương Diệp một lát, lại nhìn về phía Tử Điêu, sau đó nói. Ta tin tưởng lời của ngươi, bởi vì nếu người tuyển chọn theo hắn, đã chứng minh. Hắn không phải người bình thường. Nói đến đây, Thú Hoàng trầm ngâm một chút, sau đó nói. Nếu như huyền thú bộ tộc ta tiến vào yêu vực, có thể trở thành gia tộc phụ thuộc tộc của ngươi hay không? Ở yêu vực, có vô số gia tộc yêu thú cường đại, những gia tộc yêu thú này không phải huyền thú ở huyền thú đế quốc có thể so sánh. Nếu như huyền thú tùy tiện tiến vào yêu vực, lại không có hậu trường, vậy tuyệt đối sẽ trở thành nô lệ cho những gia tộc yêu thú ở yêu vực. Nếu như vậy, còn không bằng chủ động trở thành phụ thuộc một tộc quần thực lực cường hãn, tuy phụ thuộc, nhưng lại có tôn nghiêm, có không gian sinh tồn phát triển. Lúc này đây, Tử Điêu trầm mặc. Nếu như lấy ý tứ của nó, hoặc nói theo ý tứ của những lão gia hỏa trong tộc kia, vậy khẳng định là không được. Bởi vì huyết mạch của huyền thú ở đây quá thấp. Huyết mạch thấp, đại biểu huyền thú này tiềm lực thấp, lại đại biểu ngày sau thành tựu thấp. Nói đơn giản một chút là, thu huyền thú ở Nam vực làm phụ thuộc, có chút mất mặt. Sở dĩ Tử Điêu không cự tuyệt, là bởi vì biết hiện tại những huyền thú kia, còn có người trước mắt này đối với Dương Diệp ý vị như thế nào. Hiện tại thực lực của Dương Diệp quá yếu, mà những huyền thú cùng người trước mắt kia lại có thể giúp Dương Diệp. Trầm mặc một lát, Tử Điêu liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu. Thời điểm Thú Hoàng vui vẻ, trong miệng Tử Điêu lại truyền ra từng đạo gợn sóng. Một lát sau, Thú Hoàng nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói. Tiểu tử, người thực sự rất may mắn, có thể đạt được nó tán thành. Nói xong nhìn về phía Tử Điêu nói. Yêu cầu của ngươi. Ta đáp ứng. Tử Điêu gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tuy không biết Tử Điêu cùng Thú Hoàng đang nói cái gì, thế nhưng Dương Diệp biết, lúc trước Thú Hoàng yêu cầu, nhất định là làm khó Tử Điêu. Sau cùng Tử Điêu đáp ứng, phỏng chừng là bởi vì mình. Nghĩ vậy, Dương Diệp ấm áp nói. Có thể gặp Tử Điêu, ta cũng cảm giác mình rất may mắn. Nghe được Dương Diệp nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Điêu nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạn, thân hình lóe lên, rơi vào trên vai Dương Diệp, cái trán cả cả gò má hắn. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Thú Hoàng lóe lên vẻ kinh ngạc. Mới đầu hắn cho rằng Tử Điêu theo Dương Diệp, có thể là bởi vì bất đắc dĩ, hoặc có nhân tố lợi ích khác mới theo Dương Diệp DP. Hiện tại thân thể của hắn đã không kém huyền thú linh cấp thông thường, hiện tại lại có chiến giáp thiên cấp, phòng ngự của hắn sẽ biến thái tới trình độ nào. Ngươi trước đừng kích động. Thế nhưng hiện tại, từ thái độ của Tử Điêu đối với Dương Diệp đến xem, hắn biết, cho dù ban đầu Tử Điêu là bởi vì bất đắc dĩ, hoặc vì nhân tố lợi ích theo Dương Diệp, thế xê nhưng hiện tại, một người một điêu kia sợ rằng đã không chỉ là kết hợp đơn thuần. Liên tưởng đến lúc trước Tử Điêu nói điều kiện, Thú Hoàng biết, hắn phải đánh giá Dương Diệp lần nữa. Nghĩ vậy, Thú Hoàng hơi do dự một chút, sau đó nhìn Dương Diệp bấm tay bắn ra. Một luồng kim quang nhập vào trong thân thể Dương Diệp. Cả người Dương Diệp chấn động, cảm giác trong cơ thể mình tựa hồ nhiều ra vật gì, nhưng lại không thể cảm giác rõ ràng, ngăn chặn khiếp sợ cùng nghi hoặc trong lòng, nhìn Thú Hoàng không hiểu nói. Tiền bối, đây là... Đây là một bộ chiến giáp. Thú Hoàng cười nói.
Chiến giáp này tên là Tử Kim Chiến Giáp, vốn là thiên cấp hạ phẩm, thế nhưng hôm nay chỉ có thể tính địa cấp thượng phẩm. Chiến giáp thiên cấp. Dương Diệp hít một hơi khí lạnh, lão thiên, chiến giáp thiên cấp. Thiên cấp A. Dương Diệp có chút không thể bình tĩnh. Hiện tại thân thể của hắn đã không kém huyền thú linh cấp thông thường, hiện tại lại có chiến giáp thiên cấp, phòng ngự của hắn sẽ biến thái tới trình độ nào? Người trước đừng kích động. Thú Hoàng nói. Lúc trước ta không phải đã nói sao? Hiện tại chiến giáp này chỉ có thể tính địa cấp thượng phẩm, so với trước kia, chiến giáp này yếu hơn nhiều lắm. Nghe vậy, Dương Diệp hơi chút thanh tỉnh, tuy thiên cấp hạ phẩm cùng địa cấp thượng phẩm chỉ kém một cấp bậc, thế nhưng Dương Diệp minh bạch. Một chút kia đại biểu cái gì, đó là chênh lệch như trời với đất. Dương Diệp trầm ngâm một chút nói. Tiền bối, theo ta được biết, huyền bảo thiên cấp sẽ không dễ dàng giảm cấp à? Thú Hoàng cười nói. Đúng là như vậy, muốn phá hủy huyền bảo thiên cấp, coi như là tôn giả cảnh cũng khó làm được. Thế nhưng đối với ta nha, ha ha. Nghe được Thú Hoàng nói, Dương Diệp không khỏi cười khổ, đích xác, người bình thường muốn phá hủy huyền bảo thiên cấp. Kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thế nhưng trước mắt này là người bình thường sao? Tuy chiến giáp này với ta mà nói chỉ là gân gà, thế nhưng đối với ngươi mà nói, lấy cảnh giới của ngươi bây giờ, tác dụng là cực kỳ lớn. Thú Hoàng nói. Dương Diệp lắc đầu cười khổ, tuy địa cấp thượng phẩm cũng rất tốt, thế nhưng sao có thể so sánh với thiên cấp? Bất quá Dương Diệp cũng không nghĩ nhiều, dù sao có cũng tốt hơn không có. Nghĩ vậy. Dương Diệp nhìn Thú Hoàng ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối ban tặng, chỉ là vãn bối có chút ngạc nhiên, vì sao huyền bảo thiên cấp này từ thiên cấp giảm thành địa cấp? Bởi vì chủ nhân lúc đầu mặc chiến giáp này bị ta đánh một quyền. Thú Hoàng nói. Bởi vì có chiến giáp này, hắn còn sống, thế nhưng khí linh của chiến giáp lại chết. Không có khí linh, chiến giáp này cũng chỉ có thể tính bình thường. Nếu như không nể tình khí linh trung tâm hộ chủ, ta đã sớm hủy cái chiến giáp này. Lúc đầu ra hỏa chịu một quyền của tiền bối là cảnh giới gì? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Thú Hoàng nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Tôn giả cảnh, bất quá không phải tôn giả cảnh bình thường, đương nhiên, nếu như không phải có khí linh của chiến giáp này trung tâm hộ chủ, dù hắn lại yêu nghiệt, cũng không đỡ được một quyền của bổn hoàng. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, tôn giả cảnh ở trước mắt Thú Hoàng, dĩ nhiên dựa vào huyền bảo thiên cấp chống đỡ được một quyền. Nếu như không có huyền bảo thiên cấp, đây chẳng phải là nói, tôn giả cảnh ở trước mặt Thú Hoàng, ngay cả một quyền cũng nhận không được. Dương Diệp chấn kinh rồi, Thú Hoàng trước mắt này đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Cái chiến giáp này vốn có thể hóa thành hình người trợ chiến, đồng thời ở thời điểm người bị nguy hiểm, sẽ chủ động phòng ngự. Thế nhưng hiện tại không có khí linh, cái chiến giáp này chỉ là một huyền bảo phòng ngự đơn thuần. Đồng thời cũng sẽ không chủ động phòng ngự, nói cách khác. Sau này cần người dùng huyền khí tới thúc giục. Hiện tại ngươi có thể thử một chút. Thú Hoàng nói. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, sau đó huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, nhất thời một chiến giáp thật mỏng màu tử kim xuất hiện ở trên người hắn, chiến giáp màu tử kim bao phủ cả người, kể cả hai tay. Nhìn chiến giáp màu tử kim trên người, Dương Diệp nhịn không được hưng phấn. Tuy chưa tận mắt thấy lực phòng ngự của chiến giáp này, thế nhưng hắn có thể cảm thụ được chiến giáp kinh khủng. Nói cách khác, lấy trình độ cường hãn của thân thể hắn bây giờ, cộng thêm tử kim chiến giáp, cường giả vương giả cảnh bình thường là khó có thể thương tổn được hắn. Được rồi, lệnh bài kia còn ở đó không? Thú Hoàng đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn ra, Thú Hoàng này không nói, hắn cũng sắp quên lệnh bài kia. Tay khẽ động, lấy lệnh bài ra, nhìn lệnh bài trong tay Dương Diệp, Thú Hoàng cười nói. Tiểu tử, bổn hoàng không thể không nói người đàn a. Ngươi có biết lệnh bài kia ý vị như thế nào không? Ý vị như thế nào? Dương Diệp còn thật không biết. Lệnh bài kia đại biểu cho bổn hoàng đích thân tới. Thú Hoàng cười nói. Có lệnh bài kia, ở trong thập vạn đại sơn, ngoại trừ một ít cấm địa của huyền thú đế quốc, ngươi có thể thông suốt, đồng thời có thể điều động huyền thú dưới linh giả cảnh. Lúc trước các ngươi bị bao vây, nếu như ngươi lấy ra lệnh bài, sẽ không có những chuyện phiền toái phía sau. Điều động huyền thú dưới linh giả cảnh. Dương Diệp cả kinh, hắn không nghĩ tới lệnh bài này lại có công năng lớn như vậy. Điều động huyền thú trong thập vạn đại sơn, mặc dù chỉ là dưới linh giả cảnh, nhưng đó cũng cực kỳ kinh khủng a. Phải biết rằng huyền thú trong thập vạn đại sơn, đây chính là dùng ước vạn để hình dung.
Một lát sau, Dương Diệp ngăn chặn khiếp sợ trong lòng nói. Tiền bối, vì sao? Vì sao? Thú Hoàng khẽ cười cười, nhìn Tử Điêu, sau đó nói. Tự nhiên là bởi vì tiểu gia hỏa kia, ngươi cũng biết, trong thập vạn đại sơn, ngoại trừ huyền thú linh cấp, cơ bản không có huyền thú nào có thể ngăn cản nó uy hiếp. Đã như vậy, vì sao ta không cho các ngươi chút thuận tiện? Nghe vậy, Dương Diệp cười khan một tiếng, hiển nhiên Thú Hoàng đã biết sự tình Tử Điêu uy hiếp huyền thú. Đích xác, lấy huyết mạch uy áp kinh khủng của Tử Điêu, trong thập vạn đại sơn, sợ rằng thật không có huyền thú nào có thể ngăn cản. Hơn nữa thực lực của Tử Điêu bây giờ lại đề thăng, sợ rằng không chỉ huyền thú vương cấp, chỉ sợ một ít huyền thú linh cấp cũng khó có thể ngăn cản uy áp. Lần này người muốn đi cổ chiến trường, tranh đoạt số mệnh. Đột nhiên Thú Hoàng trầm giọng hỏi. Dương Diệp ngẩn ra, không biết vì sao Thú Hoàng hỏi như thế, tập tức gật đầu nói. Ta đã đáp ứng Thủy Hoàng, muốn đại biểu Đại Tần Đế Quốc đi tranh đoạt số mệnh. Thú Hoàng lắc đầu nói. Nếu như có thể, ngươi đừng đi tranh đoạt số mệnh, ở lại thập vạn đại sơn ta. Như vậy ngươi có thể bảo trụ mạng của mình. Vì sao tiền bối nói như thế? Dương Diệp cau mày nói. Thú Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía nam, khe khẽ thở dài nói. Đại Tần Đế Quốc cùng 6 thế lực lớn bất hòa, người hẳn ít nhiều biết đến. Hôm nay Đại Tần Đế Quốc đã như mặt trời ban trưa, thực lực đã làm cho đám người nguyên môn kiêng kỵ, cộng thêm Thủy Hoàng hùng tâm tráng trí, có tâm diệt siêu cấp tông môn, nói cách khác, Đại Tần cùng 6 thế lực lớn sớm muộn gì cũng sẽ bạo phát chiến tranh. Mà người tại đại biểu Đại Tần đi tranh đoạt số mệnh, nếu như người ở cổ chiến trường bị giết, hoặc thứ tự không tốt, không tranh được vậy còn tốt. Thế nhưng nếu như người tranh được, vậy người nghĩ 6 thế lực lớn sẽ bỏ qua ngươi sao? Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc. Trước đây hắn không nghĩ qua cái này, hiện tại Thú Hoàng nói, hắn mới phát hiện, hắn bất chi bất giác đã quấn vào vòng xoáy của Đại Tần Đế Quốc cùng 6 thế lực lớn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cuốn vào vòng xoáy này, đây tuyệt đối là phần thân toái cốt. Thế nhưng, Dương Diệp cười khổ lắc đầu nói. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Chỉ là vãn bối cùng Thủy Hoàng từng có ước định, vãn bối đại biểu Đại Tần đi tranh đoạt số mệnh, Thủy Hoàng đảm bảo tính mệnh của mẫu thân ta. Vì mẫu thân, ta không có lựa chọn nào khác. Thú Hoàng nhìn Dương Diệp, khẽ gật đầu nói. Cũng được, người đã muốn đi cổ chiến trường, như vậy bổn Hoàng cho ngươi một hồi tạo hóa. Hy vọng sau khi ngươi đến cổ chiến trường, có thể giúp đỡ huyền thú bộ tộc ta một ít. Dứt lời, Thú Hoàng điểm lên mi tâm của Dương Diệp. Một cổ linh lực kinh khủng tràn về phía Dương Diệp. Theo linh lực tinh thuần không ngừng tràn vào trong cơ thể Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp chậm rãi mở lớn, bởi vì hắn phát hiện, lúc này Thú Hoàng dĩ nhiên mạnh mẽ đề thăng cảnh giới của hắn. Phát hiện này khiến Dương Diệp cả kinh, mạnh mẽ đề thăng cảnh giới, sẽ vô cùng có khả năng tạo thành thương tổn không thể vãn hồi cho mình. Nghiêm trọng càng có thể khiến sau này mình dừng lại ở vương giả cảnh. Thú Hoàng này rốt cuộc muốn làm gì? Đáng tiếc bây giờ hắn căn bản không phản kháng được, chỉ có thể mặc cho Thú Hoàng mạnh mẽ quán thâu linh lực tinh thuần. Không biết qua bao lâu, Thú Hoàng thu hai tay, cùng lúc đó, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp bừng lên. Thú Hoàng cười nhạt, tay nhẹ vung lên, khí thế kinh khủng tiêu thất ở trên không trung. Nhìn Dương Diệp vẫn nhắm chặt hai mắt, trong mắt Thú Hoàng lóe lên vẻ cảm khái. Bởi vì hắn phát hiện, lúc trước hắn có chút đánh giá thấp thiên phú cùng tiềm lực của Dương Diệp. Nguyên bản hắn suy nghĩ, Dương Diệp tối đa nhận được hắn vận chuyển linh lực một khắc, thế nhưng Dương Diệp thừa nhận sắp tới 2 canh giờ. 2 canh giờ, coi như là cường giả linh giả cảnh cũng khó thừa nhận được. Mà trước mắt Dương Diệp chỉ là tiên thiên cảnh, điều này làm cho Thú Hoàng khiếp sợ, cũng đồng thời có một tia nghi hoặc vì sao Dương Diệp có thể nhận được nhiều linh khí như vậy. Qua hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ trong cơ thể, nhất thời hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện, lúc này hắn đã là vương giả cảnh. Lão thiên, hắn vừa mới tấn chức 2 phẩm, hiện tại lại tăng lên 1 đại cấp, loại tốc độ này, cũng quá kinh khủng đi. Không có kinh hỉ, chỉ có khiếp sợ, bởi vì dùng ngoại lực để thắng cảnh giới nhất định sẽ tạo thành thương tổn không thể vãn hồi. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn về phía Thú Hoàng nói. Tiền bối. Thú Hoàng khoát tay áo, cắt đứt Dương Diệp nói. Tiểu tử, ta biết ngươi muốn nói gì, cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi không cần lo lắng, ta mạnh mẽ đề thăng cảnh giới của ngươi,
là bởi vì căn cơ của ngươi cực kỳ vững chắc, hơn nữa thân thể và kinh mạch mềm dẻo đã vượt xa cường giả vương giả cảnh bình thường. Nói cách khác, ngươi đã thỏa mãn hết thảy điều kiện trở thành vương giả cảnh, sở dĩ không có tiến vào vương giả cảnh, chỉ là thiếu một cơ hội mà thôi, mà ta cho ngươi chỉ là một cơ hội. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi thở dài một hơi, chỉ cần không tạo thành ẩn thương là tốt rồi. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn Thú Hoàng trịnh trọng thi lễ một cái, sau đó nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối suốt đời khó quên. Những lời này là thật tâm, nếu như không phải Thú Hoàng, hắn muốn tấn chức đến vương giả cảnh, sợ rằng còn cần một đoạn thời gian. Lấy tiên thiên cảnh đi đối mặt những yêu nghiệt ở cổ chiến trường, trong lòng hắn thật sự có chút lo lắng, hiện tại tấn chức vương giả cảnh, cùng cảnh giới, Dương Diệp hắn cần sợ bất luận kẻ nào sao. Thú Hoàng mỉm cười nói. Tạ ơn thì không cần, ngày sau ta còn có việc xin ngươi giúp đỡ. Chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng cự tuyệt là tốt rồi. Không biết tiền bối có chuyện gì cần vãn bối trợ giúp. Dương Diệp nghi ngờ nói, Thú Hoàng này thực lực thông thiên, lại nói có việc cần hắn giúp, điều này làm cho Dương Diệp rất nghi hoặc. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thú Hoàng cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Ta biết tính tình ngươi cao ngạo, thà gãy không cong, thế nhưng lần này đi cổ chiến trường, sau khi đến cổ vực thành, nghìn vạn lần đừng gây sự trong thành. Đặc biệt chớ chiêu chọc chấp pháp đội trong thành, nhớ kỹ. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp không khỏi ngưng trọng, có thể làm cho cường giả như Thú Hoàng kiêng kỵ, như vậy chấp pháp đội kia đến tột cùng là tồn tại gì? Dương Diệp trầm ngâm, trầm giọng hỏi. Tiền bối, chấp pháp đội kia là cái gì? Còn có, cổ vực thành kia là chỗ như thế nào? Ngươi ngay cả cổ vực thành cũng không biết, tiền dám lẻ loi một mình đi cổ chiến trường. Thú Hoàng lắc đầu cười. Sau đó nói, cổ vực thành tà tòa thành duy nhất trong cổ chiến trường, sau khi ra huyền thú đế quốc, xung quanh cổ chiến trường 10 vạn dặm, chỉ có một thành thị đó. Cổ vực thành cũng là con đường phải qua khi đi tiềm long tháp, cho nên thiên tài yêu nghiệt tới tranh đoạt số mệnh đều sẽ chọn tạm thời nghỉ ngơi ở trong này, sau đó chờ tiềm long tháp mở ra. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, toàn bộ thiên tài yêu nghiệt của huyền giả đại lục đều sẽ xuất hiện ở nơi này. Toàn bộ thiên tài của huyền giả đại lục đều sẽ xuất hiện ở nơi này. Dương Diệp cau mày nói. Như vậy chẳng phải cổ vực thành sẽ rất loạn. Rất loạn. Thú Hoàng lắc đầu nói. Sẽ không loạn, bởi vì trong cổ vực thành có trật tự, mà duy trì trật tự, chính là ba tông môn cửu phẩm ở trung vực cùng một gia tộc siêu cấp ở yêu vực, còn có ma tộc cùng với minh vực, liên thủ bảo vệ. Ở trước mặt mấy thế lực đó, không người nào dám làm loạn. Tông môn cửu phẩm. Dương Diệp cau mày nói. Tiền bối, tông môn cũng chia phẩm cấp. Tự nhiên. Thú Hoàng nói. Ngoại trừ Nam vực, tông môn ở mấy vực khác đều chia phẩm cấp. Ngươi có thể không biết tông môn cửu phẩm ý vị như thế nào. Nói như thế này đi, tông môn cường đại nhất Nam vực là Nguyên môn. Nếu thả tới Trung vực, tối đa chỉ có thể tính tam phẩm, thậm chí tam phẩm cũng không tính. Nghe vậy, Dương Diệp dùng mình, tông môn cửu phẩm hắn chưa thấy qua. Thế nhưng Nguyên môn hắn đã gặp. Nguyên môn này thỉnh thoảng biểu hiện ra thực lực, cũng đã làm cho hắn khiếp sợ không thôi, huống chi Nguyên môn còn có siêu cấp cường giả như Nguyên Thiên, nhưng dù như vậy, Nguyên môn ở trung vực chỉ có thể tính tam phẩm. Như vậy thực lực của tông môn cửu phẩm kinh khủng như thế nào? Thế giới này rất lớn. Thú Hoàng nhìn Dương Diệp nói. So với người tưởng tượng còn muốn lớn hơn, sau này nếu có cơ hội, đi xem khắp nơi, người sẽ phát hiện. Thế giới của chúng ta thật là quá nhỏ bé. Lấy thực lực cùng tiềm lực của ngươi, muốn gia nhập một tông môn siêu cấp, hắn là rất dễ dàng. Dương Diệp cười khổ, nếu như không cứu mẹ, như vậy ly khai Nam vực, đi vực khác nhìn cũng tốt, thế nhưng mẫu thân còn ở trong tay Bách Hoa cung chịu khổ, mình sao có khả năng đi vực khác. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Được rồi, lúc trước tiền bối dặn vãn bối không được trêu chọc chấp pháp đội, như vậy chấp pháp đội kia là tồn tại gì? Ngay cả tiền bối cũng có chút kiêng kỵ. Chấp pháp đội này là những siêu cấp tông môn kia liên hợp xây dựng. Sắc mặt Thú Hoàng hơi ngưng trọng nói. Mục đích là duy trì trật tự ở cổ chiến trường cùng với cổ vực thành. Đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất là tranh đoạt số mệnh ở tiềm long tháp. Tiềm long tháp kia, thế lực nào không muốn chiếm lấy? Chỉ là mọi người đều biết, muốn độc chiếm tiềm long tháp, ở huyền giả đại lục, còn không có thế lực nào có thể làm được. Cho nên mấy thế lực siêu nhiên chỉ có thể liên hợp chiếm đoạt. Về phần tiềm long bảng,
ha ha, chỉ là lấy ra an ủi những thế lực nhỏ mà thôi. Nói đến đây, Thú Hoàng nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Tiểu tử, nhớ kỹ, chấp pháp đội kia nghìn vạn lần không thể trêu chọc, không thì dù ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Đây không phải đang hù dọa ngươi, trêu chọc bọn họ, dù tiểu tử ngươi chạy trốn tới tổng bộ nguyên môn, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ mạnh như vậy. Dương Diệp cả kinh nói. Thành viên ở trong đó, kém nhất cũng là tôn giả cảnh, ngươi cứ nói đi. Thú Hoàng nhàn nhạt nói. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp co giật, kém cõi nhất cũng là tôn giả cảnh. Như vậy mạnh nhất thì sao? Đích xác, loại đội hình này đuổi giết Dương Diệp hắn, chỉ sợ Thú Hoàng cũng không bảo vệ được. Được rồi, mặc dù cổ vực thành có trật tự, thế nhưng trật tự kia không giống như trật tự của Đại Tần Đế Quốc, cái gọi là trật tự ở nơi đó, là không thể chạm đến lợi ích của mấy thế lực siêu cấp. Hơn nữa ở nơi nào, cũng là người mạnh làm vua, chú ý thực lực, nói cách khác, đến chỗ đó, chỉ cần không chạm đến lợi ích của những thế lực siêu cấp kia, lúc nên xuất thủ, ngươi cứ ra tay, hơn nữa tốt nhất là ra độc thủ, kể từ đó, phiền toái của ngươi mới có thể giảm bớt. Thú Hoàng chậm rãi nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Cái này vãn bối tự nhiên hiểu. Nói đến đây, Dương Diệp lần thứ hai thi lễ với Thú Hoàng, sau đó nói. Tiền bối tương trợ, ân tình này, Dương Diệp vĩnh viễn không quên, ngày khác nếu tiền bối có gì cần vãn bối, chỉ cần vãn bối đủ khả năng, nhất định không chối từ. Có thủ báo thù, có ân báo ân, đây là nguyên tắc làm người của Dương Diệp. Tuy nói Thú Hoàng giúp đỡ hắn, hơn phân nửa là bởi vì Tử Điêu, thế nhưng ân tình của Thú Hoàng là không thể xóa sạch, phần nhân tình này, Dương Diệp hắn nhất định phải trả. Thú Hoàng cười cười nói. Ngươi là một người trong tình, ta tin tưởng lời của ngươi, cũng tin tưởng ánh mắt của Tử Điêu. Về phần sự tình ta cần ngươi tương trợ, ngày sau ta sẽ nói cho ngươi biết, lúc này thực lực của ngươi còn quá thấp, không cách nào trợ giúp ta. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Đã như vậy, khi nào tiền bối cho rằng vãn bối có năng lực, lại đến tìm vãn bối. Nếu như hiện tại tiền bối không có sự tình gì, ta liền cáo từ trước. Thú Hoàng gật đầu, sau đó nói. Ta đưa ngươi một đoạn đường. Dứt lời, Thú Hoàng vung tay lên, Dương Diệp quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ. Nhìn Dương Diệp biến mất, Thú Hoàng trầm mặc, một lúc lâu, Thú Hoàng nhẹ giọng cười nói. Thủy Hoàng a Thủy Hoàng, còn có Túy lão quỷ, buông tha tiểu tử này, ngày sau các ngươi sẽ hối hận chết. Có thể được thượng cổ dị thú không gian điêu đi theo, hơn nữa là một con tử nhãn không gian điêu vạn năm khó gặp, hắn sẽ là phàm nhân sao? Kiếm tâm thông minh, ha ha, so sánh với thần bí trên người của hắn, kiếm tâm thông minh lại coi là cái gì? Dứt lời, Thú Hoàng cười ha ha, sau đó thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp thanh tỉnh tại, lắc đầu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời hoảng sợ. Ở trước mặt hắn là một thành thị cực kỳ to lớn, vì sao nói là thành lớn? Bởi vì tường thành cao ít nhất mấy trăm trượng, về phần độ dài, dù sao ấy nhãn lực vương giả cảnh của hắn lúc này là nhìn không thấy. Cổ thành này có thể nói to lớn nhất mà đời này Dương Diệp thấy, ngay cả đế đô của Đại Tần Đế Quốc cũng kém tòa thành này. Rất nhanh, ánh mắt Dương Diệp rơi vào chính giữa cổ thành, ở chính giữa có khắc ba chữ cổ vực thành. Ha ha, lại tới một tân nhân, để chúng ta nhìn, thiên địa nhân cầu bốn cửa, hắn sẽ đi cửa nào, có khi sẽ đi cầu môn A. Thời điểm Dương Diệp bị cổ vực thành to lớn dọa sợ, một thanh âm trêu tức truyền đến. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía khởi nguồn của thanh âm, chỉ thấy cách đó không xa, một đám thanh niên đang khoanh tay, hài hước nhìn hắn. Thấy đám thanh niên này, Dương Diệp biết, đám này là người vực khác, bởi vì nếu như đám thanh niên này là người Nam vực, thì không có khả năng không biết hắn. Không phải hắn tự kỷ, mà là ở toàn bộ Nam vực. Dương Diệp hắn cơ bản đã thành công địch của thế hệ trẻ tuổi, thử hỏi nếu như đám thanh niên là người Nam vực, sao không có khả năng biết hắn. Nghĩ đến Thú Hoàng dặn dò, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, quyết định không đi quản những người này, sau đó đi đến cửa thành, nhưng chưa đi được mấy bước, hắn ngừng lại, bởi vì phía trước hắn có bốn cái cửa. Cửa thành bên trái lớn nhất, cao 50 trượng, rộng chừng 30 trượng, hơn nữa kiến tạo cực kỳ xa hoa, hơn nữa Dương Diệp khiếp sợ phát hiện. Cánh cửa này dĩ nhiên dùng kim cương địa cấp tạo thành. Địa cấp A, hơn nữa còn là kim cương địa cấp. Kim cương,
Đây chính là tồn tại cứng rắn hơn huyền thiết. Loại vật này, ở kiếm tông cũng cực kỳ hiếm lạ, mà bây giờ bị người cầm tới làm của thành. Coi như phù văn sư công hội cũng không xa xỉ như vậy. Ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên của thành, chỉ thấy chỗ đó khắc hai chữ thiên môn, rất nhanh Dương Diệp lại khiếp sợ phát hiện, đó chính là ở hai bên thiên môn có hai người lớn lên bình thản không có gì lạ, nhưng là cường giả linh giả cảnh. Thiên môn đến tột cùng là thứ gì? Lại cần cường giả linh giả cảnh thủ vệ. Trầm mặc một chút, ánh mắt Dương Diệp rời sang phải, nhìn về phía cửa thành bên cạnh thiên môn. Cửa thành này so với thiên môn nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không đùng kim cương chế tạo, mà dùng một loại linh thạch huyền cấp tên bách luyện thiết chế tạo. Tuy bách luyện thiết cũng cực kỳ chân quý, nhưng so sánh với kim cương địa cấp, kỳ đa không thể nghi ngờ là kém hơn nhiều lắm. Giống thiên môn, cánh cửa này cũng có hai thủ vệ, hơn nữa hai thủ vệ cũng là cường giả linh giả cảnh. Bất quá khí tức so với cưới hai người trước thì yếu hơn rất nhiều. Ở trên cánh cửa này cũng có khắc hai chữ, bất quá không phải thiên môn mà là địa môn. Ánh mắt lại rơi vào cánh cửa bên cạnh địa môn, thấy cánh cửa này, Dương Diệp có chút không nói gì, bởi vì cánh cửa này so với hai cánh cửa trước, thật sự là có chút keo kiệt. Cánh cửa này cao chỉ không tới nửa trượng, rộng cũng không tới nửa trượng, nói cách khác, cánh cửa này không sai biệt lắm vừa vặn đủ một người qua. Khi thấy trên cánh cửa này viết hai chữ nhân môn, Dương Diệp không khỏi lắc đầu cười. Cánh cửa này thật danh xứng với thực. Dương Diệp lắc đầu, nhìn về phía cánh cửa cuối cùng, khi thấy cánh cửa cuối cùng, Dương Diệp sửng sốt, bởi vì cánh cửa cuối cùng này nói là cửa, còn không bằng nói là một cái động. Hơn nữa cái động này còn rất nhỏ, nếu như một người muốn đi qua, như vậy nhất định phải bò. Nói cách khác, cái này căn bản không phải là cửa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai chữ trên cửa, không khỏi nhướng em trầm mặc một hồi, Dương Diệp lắc đầu. Không phải là vài cái cửa sao? Có cái gì phải do dự? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Diệp không do dự đi về phía thiên môn. Lúc này trước cửa thành người càng ngày càng nhiều, từ ban đầu hơn 10 người từ từ tăng đến mấy trăm người. Khi nhìn thấy Dương Diệp đi đến thiên môn, mấy trăm người nhất thời dừng bước, sau đó toàn bộ đều nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt kia, phảng phất như Dương Diệp là một quái vật, ai, bởi vì hai chữ này là cẩu môn. Ta sát. Thiên môn, hắn cư nhiên tuyển chọn đi thiên môn, chẳng lẽ người này là thiên tài trong ba tông môn cửu phẩm của trung vực? Chỉ là hắn rất lạ mặt, hơn nữa nhìn hắn ăn mặc, cũng không giống như trung vực chúng ta. Chỉ là nếu như không phải trung vực chúng ta, vực nào có nhân vật nghiêu bức dám đi thiên môn? Lẽ nào chỉ cho phép trung vực các ngươi có nhân vật nghiêu bức? Nói không chừng đây là bắc vực chúng ta, ha ha. Nếu như là bắc vực chúng ta... Vậy lần này bắc vực chúng ta sẽ nở mày nở mặt, ha ha. Hừ, nói không chừng là tây vực chúng ta. Tây vực, tại sao ngươi không nói hắn là nam vực? Bằng đất man hoang như tây vực các ngươi cùng nam vực, đừng nói ra một người có thể đi thiên môn, ngay cả ra một cái đi địa môn cũng không có. Nam vực, ta phi, đừng cầm loại rác rưởi này so sánh với tây vực chúng ta. Một vực ngay cả tư cách qua địa môn cũng không có. Đồng thời một nửa mọi người bò lỗ chó vào thành, thật là mất mặt. Đừng nói chuyện không có ý nghĩa này, nhìn ra hỏa kia có thể qua thiên môn hay không. Chậc chậc, nếu như ta nhớ không lầm, cho tới bây giờ, giống như vẫn chưa có người nào đi qua thiên môn. Quả thực không có, những siêu cấp yêu nghiệt của ba tông môn cửu phẩm trung vực, cùng với yêu vực, minh vực, còn có ma vực chưa đến, cho nên tới bây giờ thông qua thiên môn, một cái cũng không có. Một cái cũng không có. Ha ha, hiện tại không phải có một cái sao. Vốn đi thiên môn, Dương Diệp không nghĩ tới nhiều như vậy, bởi vì hắn chỉ đơn thuần nghĩ nếu thiên môn lớn như vậy, tại sao còn phải đi cửa nhỏ làm gì. Thế nhưng hiện tại, cảm thụ được xung quanh ánh mắt dị dạng, Dương Diệp biết, thiên môn gì kia, nhất định là có ẩn tình khác. Bất quá cũng không có gì, cũng không thể hiện tại dùng tại không tiến tên à. Nghĩ vậy, Dương Diệp không nhìn ánh mắt của người xung quanh, bước nhanh hơn. Tứ môn 2. Hai cường giả linh giả cảnh đứng ở bên cạnh thiên môn nhìn thấy Dương Diệp đến đây, nhất thời nheo mắt, hai người nhìn nhau, trong mắt không có khinh thị, có chỉ là hiếu kỳ cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn họ cực kỳ rõ ràng đi thiên môn đại biểu cho cái gì, nếu như đối phương không có lòng tin với thực lực của mình, là tuyệt đối không có khả năng đi thiên môn. Ha ha! Thời điểm Dương Diệp cách thiên môn không tới mấy trượng, một tiếng cười to vang lên.
Mọi người vừa mới chuẩn bị quay đầu lại nhìn, một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, lập tức, một thanh niên mặc trường bào màu trắng quỷ dị xuất hiện ở trước Dương Diệp. Thanh niên chừng 20 tuổi, tóc dài xõa vai, hai mắt lấp lánh hữu thần, khóe miệng mang theo tiếu ý như có như không, tay phải chắp ở sau lưng, mặc dù không có tận lực biểu hiện, nhưng mọi người lại có thể rõ ràng cảm thụ được kiệt ngạo trên người hắn. Ánh mắt của thanh niên đánh giá Cổ Vực Thành, nhẹ giọng cười nói. Đây là Cổ Vực Thành sao? Không tệ không tệ, không khiến bản công tử thất vọng. Hả? Thanh niên nhẹ di một tiếng, nhìn thoáng qua bốn cửa, sau đó nói. Đây là thành chủ đời thứ nhất của Cổ Vực Thành tạo ra Tôn Nghiêm Môn. Cẩu Môn, ha ha, thật có ý tứ. Người tới là người phương nào? Lúc này, một cường giả linh giả cảnh tiến lên một bước, nhìn thanh niên trầm giọng quát. Thanh niên thản nhiên cười nói. Trung Vực. Phổ Cực Tông, Hy Lạc, người xưng Hy Lạc công tử. 20 tuổi, vương giả cảnh hát đỉnh phong, ân, phải nói nửa bước linh giả cảnh. Phổ Cực Tông, Hy Lạc công tử. Nghe thanh niên tự giới thiệu, giữa sân vô số người hít một hơi khí lạnh, nhìn thanh niên, xê trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hưng phấn. Hắn chính là một trong Trung Vực Tam Kiệt Hy Lạc công tử, trời ạ, dĩ nhiên là hắn, lão thiên, ta dĩ nhiên gặp được hắn. Một thiên tài trung vực nhìn không được thất thanh nói. Cũng khó trách thiên tài trung vực này sẽ thất thố như vậy, trung vực tam kiệt ở vực khác không quá nổi danh, thế nhưng ở trung vực, đây chính là không người không biết không người không hiểu. Ba người xuất thân ba đại tông môn cửu phẩm của trung vực, không chỉ như vậy, ba người ở trong tông môn là đệ tử kiệt xuất nhất. Đương nhiên, nếu như chỉ là nguyên nhân này, vậy cũng không coi là cái gì. Trọng yếu nhất là... Ba người đã từng liên thủ chu diệt qua một cường giả tôn giả cảnh. Tôn giả cảnh không trọng thương, hoặc dùng ngoại vật tăng lên, mà là tôn giả cảnh ở thời điểm toàn thịnh. Cường giả tôn giả cảnh ở thời điểm toàn thịnh kinh khủng bao nhiêu. Nhưng tôn giả cảnh này, bị ba thiếu niên vương giả cảnh hợp lực chu diệt. Trận chiến ấy, làm cho ba người đánh một trận thành danh, cũng là trận chiến ấy, bọn họ trở thành Trung Vực Tam Kiệt. Có thể nói... Trung vực tam kiệt đại biểu thực lực chỉnh thể của toàn bộ thế hệ trẻ trung vực. Mà trung vực ở trong ngũ vực đông tây nam bắc trung, coi như là một vực cường thịnh nhất, nói cách khác, thực lực của trung vực tam kiệt, có thể nói đại biểu cho thực lực của nhân loại ở toàn bộ huyền giả đại lục. Đương nhiên, thiên tài của yêu vực cùng minh vực, còn có ma vực nhất định không hề yếu hơn trung vực tam kiệt, chỉ là ba vực này lại không thể tính là nhân loại. Nghe thanh niên tự giới thiệu, cường giả linh giả cảnh kia nheo mắt. Hắn cũng nghe qua danh tiếng của Hy Lạc công tử, bởi vì hắn chính là người trung vực, chỉ là hắn nhiều năm trấn thủ Cổ Vực Thành, cho nên chưa từng thấy qua Hy Lạc công tử mà thôi. Sắc mặt của tên cường giả linh giả cảnh này nhu hòa xuống, sau đó khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi hẳn biết thiên môn nguy hiểm, nếu như người trước mắt này có thể nói đại biểu cho toàn bộ trung vực, hắn tự nhiên không hy vọng đối phương chết ở trong thiên môn, bởi vì như vậy, trung vực không chỉ mất đi một siêu cấp thiên tài, còn vô cùng có khả năng trở thành trò cười cho mấy vực khác. Nhưng hắn mới nói được một nửa, Hy Lạc công tử đã lắc đầu, cắt đứt lời của hắn. Đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ là tiền bối nên biết, từ trước tới nay đệ tử Vô Cực Tông tới Cổ Vực Thành, đều là đi thiên môn, tuy trong đó chết rất nhiều người, thế nhưng đệ tử Vô Cực Tông ta chưa bao giờ sợ hãi qua, ta, lời nói không khiêm tốn, ta hôm nay coi như đại biểu cho toàn bộ Vô Cực Tông, nếu như ta sợ chết không đi thiên môn, chẳng phải là ném mặt mũi của Vô Cực Tông. Người có thể chết, nhưng mặt mũi của Vô Cực Tông lại không thể ném. Đây là tông chủ Vô Cực Tông đã nói. Còn nữa, đối với thiên môn, ta cũng có lòng tin. Tốt, không hổ là một trong tam kiệt của trung vực ta. Tốt, nghe Hy Lạc công tử nói, tên cường giả linh giả cảnh kia nhìn không được kích động nói. Không chỉ có tên cường giả linh giả cảnh này bị Hy Lạc công tử nói kích động. Ngay cả những thanh niên thiên tài không phải của trung vực cũng nhìn không được lộ ra ý kính nể. Giải thích 1. Phương, không thể không nói, tuy Hy Lạc công tử này nhìn qua có chút kiệt ngạo, nhưng sẽ không để cho người sinh ra cảm giác chán ghét. Tương phản, đối phương bằng phẳng cùng tự tin, sẽ cho người kìm lòng không được sản sinh hảo cảm cùng kính nể. Hy Lạc công tử cười cười, sau đó chậm rãi đi về phía thiên môn, mới đi 2 bước, đột nhiên ngừng lại. Sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Nếu như ta nhớ không lầm, giống như lúc trước các hạ cũng đi thiên môn. Dương Diệp gật đầu nói. Tự nhiên, cánh cửa này lớn như vậy,
vì sao không đi cửa lớn, mà phải đi cửa nhỏ chứ? Nga! Trong mắt Hy Lạc công tử lóe lên hứng thú, cẩn thận đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Vương giả cảnh nhất phẩm, khí tức trầm ổn thâm hậu, bất quá cảnh giới thực sự có chút thấp. Ân, chắc các hạ không biết thiên môn kinh khủng. Quả thực không biết. Dương Diệp đàng hoàng nói. Lần đầu tiên tới cổ vực thành. Hy Lạc công tử sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói. Ngươi không biết thiên môn kinh khủng, liền dám chọn thiên môn đi. Nghe vậy, Dương Diệp nhướng mày, nhìn thoáng qua thiên môn, sau đó nói. Không phải là một cánh cửa sao? Vì sao không dám đi? Má, chẳng lẽ đây cũng là khởi nguồn của danh hiệu Diệp chó điên? Nghe được những lời này của Dương Diệp, Hy Lạc công tử nhìn Dương Diệp giơ ngón tay cái lên. Ngươi nhiều bức, ngươi là người tông môn nào, của vực nào? Sư môn của ngươi cũng quá thất bại đi. Dĩ nhiên để một người không biết gì như ngươi tới cổ vực thành. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, Dương Diệp nhướng mày, sau đó không chút nghĩ ngợi thân hình khẽ động, lướt qua bên cạnh mấy trượng. Hy Lạc công tử cũng hơi biến sắc, sau đó thân hình khẽ động, rời qua mấy trượng. Oanh! Ngay Dương Diệp cùng Hy Lạc công tử vừa ly khai, một đao khí chừng 10 trượng bổ vào chỗ hai người bọn họ đứng, tiếng nổ giống như sấm sét vang lên, một khe rãnh sâu chừng 10 trượng xuất hiện. Con mẹ nó, chạy thật nhanh a. Lúc này, một thanh niên ở trần, khiêng một thanh đại đao chậm rãi đi về phía Dương Diệp cùng Hy Lạc công tử, nhìn Dương Diệp cùng Hy Lạc công tử, thanh niên hung hăng xì một tiếng khinh miệt, sau đó nói. Con mẹ nó, không phải là một cánh cửa sao? Hai người các ngươi ở đây chít chít méo mó ngơ ngác cái gì? Không biết là đang ngăn đường mọi người sao? Dương Diệp nhàn nhạt nhìn đối phương, sau đó nhún vai, lui về sau hai bước. Trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc đã tới một viên đá dò đường. Tuy hắn không ý kỵ cánh cửa kia, nhưng lại không muốn làm chim đầu đàn. Hiện tại có đá dò đường, hắn cũng muốn nhìn cánh cửa kia đến tột cùng có mê hoặc gì. Hy Lạc công tử cười nhạt, sau đó rui về bên cạnh Dương Diệp, đồng thời nhìn thanh niên kia làm ra một cái tư thế mời. Tính hai người các ngươi thức thời, không thì ta một đao đánh chết các ngươi. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Sau đó khiêng đại đao đi đến thiên môn. Hy Lạc công tử nhún vai, sau đó nhìn Dương Diệp nói. Chúc mừng ngươi. Có ý tứ. Dương Diệp cau mày nói. Hy Lạc công tử cười cười, sau đó nói. Bởi vì chờ chút người thấy kết cục của gia hỏa kia, người sẽ không đi thiên môn nữa, không đi thiên môn, người sẽ không chết, người nói có nên chúc mừng hay không? Phải không? Dương Diệp khẽ cười, không có nói gì. Sau đó nhìn về phía thanh niên. Khiêng đao chạy tới trước thiên môn kia. Hắn muốn nhìn, thiên môn đến tột cùng có gì kinh khủng. Hy Lạc công tử nhìn Dương Diệp, sau đó cũng quay đầu nhìn về phía nam tử khiêng đao. Người tới từ phương nào? Cường giả linh giả cảnh kia chặn thanh niên khiêng đao, trầm giọng quát dẹp đường. Nam tử khiêng đao tay khẽ động, trường đao cắm vào mặt đất, nhất thời, toàn bộ mặt đất run lên. Sau đó từng vết nứt to bằng cánh tay nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số người cả kinh, bởi vì thời điểm nam tử khiêng đao động thủ, mọi người cảm nhận được đao ý. Còn không phải tầng 1, mà là tầng 3. Đao ý tầng 3, chỉ bằng cái này, giữa sân không ai dám khinh thị nam tử khiêng đao nữa. Đương nhiên, trừ Dương Diệp cùng Hy Lạc công tử. Thanh niên nhìn mọi người chung quanh, nhìn thấy mọi người chung quanh thần sắc ngưng trọng. Không dám khinh thị hắn, thậm chí có còn lộ ra kiêng kỵ cùng sợ hãi, điều này làm cho thanh niên không khỏi đắc ý, khinh thường nhìn mọi người, sau đó nói. Giải thích 2. Nghe thanh niên nói, mọi người chung quanh giận không thể tả. Có thể đi tới cổ chiến trường, trong bọn họ cái nào không phải thiên tài của các vực. Người nào không có ngạo khí. Cho nên, mặc dù có chút kiêng kỵ đao ý của nam tử khiêng đao, nhưng vẫn có thật nhiều người đứng ra. Một thanh niên mặc lam bào đứng ra, tay khẽ động, một thanh đao hoàn xuất hiện ở trong tay hắn, huyền khí khởi động, đao hoàn cấp tốc vòng vo, thanh niên lam bào hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Bất quá là đao ý tầng 3 mà thôi, cũng dám coi rẻ chúng ta như vậy, tại hạ bất tài, tông môn ngũ phẩm Tây vực Thanh Vi Tông. Lưu Thanh Tưởng xin lãnh giáo thiên tài đông vực một chút. Theo thanh niên lam bào đứng ra, tiếp theo lại có thật nhiều người đứng ra khiêu chiến nam tử khiêng đao. Trong lúc nhất thời, nam tử khiêng đao quả thực trở thành công địch. Nam tử khiêng đao nheo mắt,
hắn không nghĩ tới hắn thuận miệng nói một câu, dĩ nhiên để mình trở thành công địch, một cái hai cái hắn tự nhiên không sợ, thế nhưng nhiều cường giả vương giả cảnh như vậy. Đừng nói hắn chỉ là vương giả cảnh lĩnh ngộ đao ý, dù hắn là linh giả cảnh lĩnh ngộ đao ý cũng chỉ có phần trốn chạy. Yên lặng. Đúng lúc này, cường giả linh giả cảnh kia quát, nhất thời lỗ tai của mọi người nổ vang, thậm chí có thất khiếu chảy máu, mọi người kinh hãi, không dám tiếng động lớn xôn xao, vội vã trầm mặc. Dương Diệp dùng mình, thực lực của cường giả linh giả cảnh kia có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Vừa rồi quát một tiếng, dĩ nhiên khiến khí huyết trong cơ thể hắn có chút di động, nếu như không phải hắn phản ứng mau, mạnh mẽ ngăn chặn, hiện tại sợ rằng cũng đã thất khiếu chảy máu. Nhìn thoáng qua Tử Điêu ngủ say trên vai, Dương Diệp mỉm cười, xem ra là mình lo lắng, lấy Tử Điêu quỷ dị, huyền giả cùng huyền thú dưới tôn giả cảnh, chỉ sợ khó có thể thương tổn được nó. Hy Lạc công tử ở bên cạnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, thấy thần sắc của Dương Diệp bình tĩnh, không có bất cứ dị thường nào, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó khóe miệng nhếch lên, dùng thanh âm chỉ có hắn nghe được nói. Có chút ý tứ. Cường giả linh giả cảnh kia nhìn mọi người, sau đó nói. Ta cũng không có ý tứ nhằm vào chư vị, chỉ là chư vị nên biết một quy củ, đó chính là bất luận kẻ nào không được quấy rầy cùng xuất thủ với huyền giả đi thiên môn. Chư vị cùng hắn có ân oán gì, mong rằng khi hắn đi xong thiên môn lại giải quyết. Nói xong, cường giả linh giả cảnh này nhìn về phía nam tử khiêng đao, lạnh nhạt nói. Tự giới thiệu đi, để chúng người biết ngươi đã từng đi qua thiên môn. Cho dù ngươi thất bại, cũng có thể để vực cùng tông môn của ngươi vẻ vang. Nam tử khiêng đao không dám cuồng ngạo nữa, lập tức gật đầu, sau đó nói. Đông vực, đệ tử chân truyền của ngũ phẩm tông môn thần đao tông vương kim đao, vương giả cảnh thất phẩm. Chiến tích tốt nhất, đã từng vượt cấp chém giết một cường giả linh giả cảnh. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của vương kim đao lại kìm lòng không được mang theo tự đắc cùng ngạo ý. Cường giả linh giả cảnh kia gật đầu, sau đó nói. Xin mời. Vương kim đao gật đầu, sau đó chậm rãi đi tới trước thiên môn, khi đi đến trước thiên môn, vương kim đao dừng bước, sau đó huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, thoáng chốc, một cổ đao mang từ trên người tán phát ra. Theo huyền khí không ngừng khởi động, đao mang càng ngày càng đậm, càng lúc càng lớn, sau cùng lại giống như một vòng mặt trời đỏ chói mắt. Xem ra hắn cũng không phải rất ngu, cư nhiên hiểu được giữ thế trước. Đúng lúc này, Hy Lạc công tử nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Hy Lạc công tử quay đầu nhìn Dương Diệp, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói. Ngươi là thật không biết thiên môn kinh khủng cùng ý nghĩa cuối cùng tứ đạo môn. Dương Diệp lắc đầu nói. Nguyện nghe giảng giải. Hy Lạc công tử vỗ trán của mình, nhìn Dương Diệp lắc đầu nói. Ngươi ngay cả cổ vực thành bốn môn cũng không biết, dĩ nhiên dám đến cổ vực thành, ngươi nhiều bức. Mắng đi, mắng hắn và à Diệp chó điên đi. Để cái tên này trở thành nỗi ám ảnh của tất cả độc giả đi ha ha ha. Không phải là tứ đạo môn sao? Dương Diệp cau mày nói. Hy Lạc công tử lắc đầu, sau đó nói. Quên đi, hôm nay có thể nhìn thấy Mộng Mộng nhà ta, tâm tình bản công tử tốt, liền miễn phí giảng giải cho ngươi. Huyền giả đại lục, người mạnh là vua, có thực lực thì có tôn nghiêm, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Ở cổ vực thành, chân lý này càng thêm trần trụi. Tứ đạo môn, đại biểu cho bổn loại thân phận, người từ thiên môn tiến vào, thân phận ở cổ vực thành tôn quý như đệ tử hoàng tộc thế tục, sẽ thu được rất nhiều ưu đãi của cổ vực thành, đồng thời còn có rất nhiều đặc quyền, tỉ như giết người không trái pháp, còn không cần giao nộp phí ăn ở. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là làm vẻ vang cho vực cùng tông môn hoặc gia tộc của mình. Phải biết rằng, từ trước tới nay mỗi giới tranh đoạt số mệnh, có thể đi thiên môn, hai tay có thể đếm được. Ý của ngươi là nói trong thiên môn cất giấu nguy hiểm. Dương Diệp cau mày nói. Gia hỏa khiêng phá đao kia sắp giữ thế xong, ngươi lập tức có thể thấy. Hy Lạc công tử cười nói. Tuy Hy Lạc công tử cười, thế nhưng Dương Diệp lại cảm giác đối phương cười có chút không hảo ý. Lắc đầu, Dương Diệp hỏi. Như địa môn thì sao? Lúc này, hắn đối với tứ đạo môn có chút hứng thú rồi. Miểu sát một. Từ địa môn tiến vào giống như quan viên thế tục, cũng có thể hưởng thụ được rất nhiều đặc quyền trong cố vực thành, chỉ bất quá so sánh với người đi thiên môn lại kém rất nhiều, trong này chênh lệch, sau này ngươi sẽ biết được, bản công tử cũng không muốn nói nhiều. Hy Lạc công tử nói,
Mà nhân môn, từ nhân môn tiến vào cổ vực thành, thì tương đương với bách tính phổ thông trong thế tục, về phần đãi ngộ, vậy khẳng định là không có biện pháp so sánh với người đi thiên môn địa môn. Người từ thiên môn cùng địa môn tiến vào cổ vực thành, có thể miễn phí ở lại cổ vực thành, mà từ nhân môn tiến vào, thì cần mỗi ngày giao nộp 50 viên đá năng lượng ở lại. 50 viên đá năng lượng, đây đối với một ít huyền giả cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Còn phải giao nộp chi phí ở lại. Dương Diệp ngạc nhiên nói. Tự nhiên, Hy Lạc công tử lạnh nhạt nói. Cổ vực thành này là thành thị duy nhất trong phương viên mấy vạn dặm, cũng là địa phương tương đối an toàn duy nhất, chờ sau khi người Minh vực cùng yêu vực, còn có ma vực đến, đừng nói 50 viên đá năng lượng, 500 viên đá năng lượng, rất nhiều người cũng sẽ giao nộp. Có ý tứ. Dương Diệp muốn đánh người trước mắt một trận, nói chuyện luôn nói không minh bạch, khiến hắn nghe giống như đi trong sương mù, đầu có chút to ra. Hy Lạc công tử hít một hơi, sau đó nói. Ngươi đến tột cùng là vực nào, tông môn nào, tại sao có thể vô tri đến loại tình trạng này? Vẻ mặt Dương Diệp đầy hắc tuyến, người trước mắt này nói chuyện không biết hàm xúc một chút sao. Tuy muốn đánh đối phương một trầu, bất quá không có biện pháp, ai bảo lúc này hắn thật vô tri chi. Hy Lạc công tử lắc đầu, sau đó nói. Tuy chúng ta đều đến từ các vực, nhưng chúng ta có một điểm tương đồng, đó chính là chúng ta đều là nhân loại. Mà người yêu vực cùng minh vực, còn có ma vực, bọn họ không thể xưng là người. Không phải tộc ta tất có dị tâm, những lời này ngươi hẳn nghe qua. Nếu có cơ hội, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay giết huyền giả của nhân loại chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng như vậy, chỉ cần có cơ hội, sẽ không chút do dự giết bọn hắn. Trong cổ vực thành không phải không cho phép động thủ sao? Dương Diệp cau mày hỏi. Trong cổ vực thành tự nhiên là không thể động thủ, thế nhưng bên ngoài cổ vực thành thì sao? Hy Lạc công tử nói. Khu vực này cực kỳ lớn, từ cổ vực thành đi hướng tây nam, có chốn cửu u thần bí khó lường, đi về phía đông, có tử vong sa mạc mà cường giả linh giả cảnh cũng không dám tùy tiện tiến vào, hướng bắc, có kình thiên sơn mạch mà tiến vào ma vực tất phải trải qua. Những chỗ này tuy nguy hiểm không gì sánh được, thế nhưng cũng tồn tại kỳ ngộ, trước khi Tiềm Long Tháp mở ra, người của các vực đều sẽ họp thành đội đi những chỗ này thám hiểm tầm bảo, hoặc tôi luyện mình. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, hiện tại hắn có chút hiểu. Ở trong cổ vực thành, mọi người đều an toàn, thế nhưng ra cổ vực thành, đi những địa phương kia tầm bảo thám hiểm, không có cổ vực thành bảo hộ, như vậy sống hay chết cũng chỉ có thể xem thực và ức cá nhân. Đương nhiên, nếu như sợ chết, vậy thì đừng ra khỏi thành. Chỉ là không ra khỏi thành, làm sao để thăng thực lực? Làm sao đi giết người đoạt bảo? Dương Diệp lắc đầu, không ở đi nghĩ những thứ này, người khác có chết hay không, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, chỉ cần hắn bất tử là tốt rồi. Mặc dù ý tưởng này có chút ích kỷ, nhưng lại là chân lý, bởi vì hắn tin tưởng, sẽ không ai đi lưu ý Dương Diệp hắn sinh tử. Dương Diệp trầm ngâm một chút, lại hỏi. Như vậy cẩu môn thì sao? Cẩu môn? Hy Lạc công tử cười khẽ một tiếng. Từ cẩu môn tiến vào, thì tương đương với đầy tớ trong thế tục, bọn họ ở trong cổ vực thành là không có tôn nghiêm, không có nhân quyền. Bọn họ bị đơn độc phân chia ra, mỗi ngày cần làm rất nhiều công tác tạp dịch, còn phải giao nộp số lớn chi phí ở lại. Một câu đơn giản mà nói, địa vị của bọn họ ở trong cổ vực thành, ngay cả chó cũng không bằng. Ngay cả chó cũng không bằng. Dương Diệp lắc đầu nói, cổ vực thành chia bốn cửa, chỉ vì chia người làm 3-7 loại sao? Xã hội này, người vốn chia làm 3-7 loại mà. Hy Lạc công tử lạnh nhạt nói, chỉ là ở đây càng thêm trần trụi mà thôi. Nói cũng phải. Dương Diệp cười nói, chỉ cần thực lực của mình mạnh, đến chỗ nào cũng có tôn nghiêm, thực lực không mạnh, ở đâu cũng bị khi dễ, người nói không sai, chỉ là quy tắc ở đây thể hiện càng thêm trần trụi mà thôi. Hy Lạc công tử nhìn Dương Diệp, đang chuẩn bị nói gì, đúng lúc này, Vương Kim Đao ở trước thiên môn đột nhiên quát một tiếng, chân phải đạp đất, mượn mặt đất truyền tới lực đẩy, thân thể giống như đạn pháo, bắn mạnh tới thiên môn. Cùng lúc đó, trường đao trong tay từ trên xuống dưới chém về phía thiên môn, thoáng chốc, những đao mang trên người nhất thời hóa thành quang đoàn bạch sắc bắn về phía thiên môn. Miểu sát 2. Vương Kim Đao không có lưu dư lực, ở dưới đao ý tầng 3 gia trì. Nơi quang đoàn đi qua, không gian rung chuyển, từng tiếng xé gió bén nhọn giống như pháo không ngừng vang lên, đâm màng tai người.
Thấy một màn như vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu, tuy Vương Kim Đạo làm người không được tốt lắm, thế nhưng thực lực rất tốt, nếu như mình không đạt tới vương giả cảnh, muốn tiếp được một đao này, chỉ sợ cũng cần dùng kiếm ý tầng 4 cùng lực lượng thân thế, còn có huyền khí kim sắc. Bất quá bây giờ nha, tự nhiên không cần. Trong ánh mắt mọi người, quang đoàn bay vào trong thiên môn, song khi quang đoàn mới vừa vào thiên môn, từ trong thiên môn đột nhiên bắn ra ánh sáng thanh sắc cùng quang đoàn tiếp xúc, quang đoàn bạch sắc vỡ nát ra, nhưng ánh sáng thanh sắc thì tốc độ không giảm, bắn về phía Vương Kim Đạo đã tiến vào trong thiên môn. Vương Kim Đạo hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi nắm đại đao trong tay bổ ra. Đang! Giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm kim thiết tan vỡ. Đúng vậy, đao của Vương Kim Đao mới vừa tiếp xúc ánh sáng thanh sắc, đã trực tiếp gãy lìa, sau đó ánh sáng thanh sắc xuyên qua ngực Vương Kim Đao. Vương Kim Đao chết, chết không thể chết lại, chỉ là hai mắt mở thật to, miệng còn khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói gì, bất quá hắn không có cơ hội. Ở thời điểm ánh sáng thanh sắc xuyên qua ngực Vương Kim Đao, sinh cơ của Vương Kim Đao liền bị hủy sạch sẽ, bao quát linh hồn cũng bị đánh tan. Nói cách khác, Vương Kim Đao đã thần hồn câu diệt. Miểu sát. Mọi người ngây dại, đạo ánh sáng thanh sắc kia đến tột cùng kinh khủng bao nhiêu. Cư nhiên khiến một vương giả cảnh thất phẩm, đồng thời lĩnh ngộ đao ý tầng 3 cũng không tiếp nổi, bị trực tiếp miểu sát. Lão thiên, uy lực của đạo ánh sáng thanh sắc kia, chẳng lẽ nói không kém một kích của cường giả tôn giả cảnh sao? Lúc này trong lòng Dương Diệp cũng vô cùng khiếp sợ, bởi vì mới vừa rồi, hắn cũng không thấy sợi ánh sáng thanh sắc kia là xuất hiện như thế nào, sau đó lại biến mất như thế nào. Đương nhiên, trọng yếu nhất là uy lực của ánh sáng thanh sắc, uy lực như vậy, đã không kém lúc hắn ở tiên thiên cảnh thôi động đạo khí đánh bại Nguyên Đồng. Sau khi hết khiếp sợ, đó là sợ. Đúng vậy, là nghĩ mà sợ. Bởi vì lúc trước nếu như hắn tùy tiện đi vào, sau đó đột nhiên đối mặt công kích kinh khủng như vậy, chỉ sợ dù hắn không chết, cũng sẽ trọng thương. Cũng may xuất hiện Vương Kim Đao. Không thì hôm nay hắn rất có thể phải ngã hố. Thiên môn há dễ dàng vào như vậy. Hy Lạc công tử lắc đầu nói. Thực lực của gia hỏa kia cũng xem như tốt, chỉ là đầu óc có chút ngốc, lấy thực lực của hắn, đi địa môn còn có chút cơ hội. Thế nhưng lại tới đi thiên môn, hiện tại tốt rồi, đã chết à. Nói xong, Hy Lạc công tử xoay người nhìn Dương Diệp nói. Này, thế nào, hiện tại ngươi còn muốn đi thiên môn không? Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, đúng lúc này, sắc mặt của Hy Lạc công tử đột nhiên vui vẻ, sau đó xoay người nhìn về phía xa xa nói. Mộng Mộng, băng diện, sao gia hỏa đáng ghét này đi cùng Mộng Mộng, chẳng lẽ nghĩ ta đã chết rồi sao? Nói xong, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể bừng lên. Dương Diệp biến sắc, thân hình khẽ động, lui ra sau mấy trượng. Thời điểm Dương Diệp mới vừa thối lui, lấy Hy Lạc công tử làm trung tâm, mặt đất xung quanh trong vòng 10 trượng hãm xuống gần một trượng. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của Dương Diệp ngưng trọng, thực lực của Hy Lạc công tử kia rất kinh khủng. Đúng lúc này, một nam một nữ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, nam anh tuấn tiêu sái, cực kỳ phong độ. Chỉ là trên mặt không có một tia tình cảm, giống như một khối hàn băng, cho dù cách thật xa, mọi người cũng có thể cảm giác được trên người hắn có hơi lạnh thấu xương, nữ tử dung mạo cực đẹp, dáng người mạn diệu, mặc thanh sam, giống như một đóa u lan không cốc, cho người cảm giác thản nhiên yên lặng. Là Nam Cung Mộng cùng Lý Thanh Thủy trong Trung vực Tam Kiệt, trời ạ, Trung vực Tam Kiệt đều xuất hiện ở đây, lão thiên. Thật chính là bọn hắn. Nghe đồn Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạc công tử đều ưa thích Nam Cung Mộng. Lý Thanh Thủy có thích Nam Cung Mộng hay không ta không xác định, thế nhưng Hy Lạc công tử nhất định là ưa thích Nam Cung Mộng, không thì lúc trước làm sao có thể tự dưng phát hỏa lớn như vậy. Vậy Nam Cung Mộng thích ai? Quỷ mới biết. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm năng lượng nổ tung, chỉ thấy Hy Lạc công tử đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, bắn mạnh tới Lý Thanh Thủy. Nhìn thấy Hy Lạc công tử một lời không nói tiến đấu võ, mọi người sửng sốt, sau đó vui vẻ, xem ra nghe đồn không giả. Tình yêu tay ba. Nhìn thấy Hy Lạc công tử vừa thấy mặt đã xuất thủ, Nam Cung Mộng nhíu mày, sau đó thân hình khẽ động, chắn ở trước mặt Lý Thanh Thủy sắp động thủ. Nhìn thấy Nam Cung Mộng che ở trước mặt Lý Thanh Thủy, Nam Cung Mộng cả kinh, sau đó vội vã thu tay lại, ngừng lại ở trước người Nam Cung Mộng một trường. Mộng Mộng, người tránh ra. Để ta một trưởng đánh chết băng diện này. Nam Cung Mộng nói. Nam Cung Mộng hít một hơi nói. Hy Lạc,
ngươi có thể chính kinh một chút hay không? Trước đây ta đã nói qua, ta chỉ coi ngươi và Thanh Thủy là bằng hữu, hai người các ngươi lại bởi vì ta mà tranh đấu, như vậy được không? Ngươi không thích hai chúng ta. Hy Lạc sửng sốt, sau đó cười khan một tiếng nói. Mộng Mộng, đừng nói giỡn, cả thế giới nhân loại, ngoại trừ ta cùng với băng diện này, còn có ai có thể xứng với ngươi? Ngoại trừ hai chúng ta, ngươi có thể ưa thích ai? Nam Cung Mộng lắc đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt trong lúc lơ đãng thấy được Dương Diệp, trong mắt lóe lên vẻ yêu thích, sau đó tố thủ chỉ vào Dương Diệp nói. Ta ưa thích. Lý Thanh Thủy sửng sốt, Hy Lạc công tử sửng sốt. Giữa sân lặng ngắt như tờ, tính có chút đáng sợ. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Diệp, đều đang suy đoán Dương Diệp là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể để Nam Cung Mộng một trong trung vực tam kiệt ở trước mắt bao người, chính miệng biểu lộ. Lúc này Dương Diệp cũng có chút mộng, lão thiên, hắn có thể thề với trời, hắn là lần đầu tiên thấy Nam Cung Mộng kia. Vừa thấy mặt, đối phương dĩ nhiên bày tỏ tình yêu với mình. Lẽ nào mị lực của mình đã lớn tới loại trình độ này? Dương Diệp đương nhiên sẽ không cho là mị lực của hắn lớn như vậy, có thể làm cho thiên tài trung vực vừa thấy mặt đã thích. Chỉ là Nam Cung Mộng kia nhìn qua tinh thần cũng rất bình thường a, sao lại đi bày tỏ với hắn? Đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất là Hy Lạc cùng Lý Thanh Thủy bên cạnh Nam Cung Mộng, bởi vì nữ tử nói ra câu này, Dương Diệp liền cảm nhận được ánh mắt của Hy Lạc cùng Lý Thanh Thủy kia, đồng thời hắn. Còn bị khí tức của hai người khóa lại, nhìn dáng dấp của hai người. Là cực kỳ có khả năng sau một khắc sẽ động thủ. Mặc dù đối phương là trung vực tam kiệt gì đó, nhưng Dương Diệp hắn không ý kỵ, tuy không ý kỵ, nhưng thực sự không cần thiết vô duyên vô cớ gây thù hằn nha. Hơn nữa lấy thực lực của Hy Lạc công tử bày ra, Dương Diệp biết, nếu như hai người này ra tay với hắn, hắn ngoại trừ trốn cũng chỉ có trốn. Hy Lạc công tử nhìn Dương Diệp, cổ họng lăn lăn, sau đó nhìn về phía Nam Mộng Mộng, ngươi, sao ánh mắt ngươi kém như vậy? Ngươi nói một chút, người ngươi thích kia có cái gì tốt? Lớn lên không đẹp trai bằng ta và băng diện, gia thế khẳng định cũng không bằng, cảnh giới càng kém xa vạn dặm, ngươi, sao ngươi sẽ coi trọng hắn? Quả thực như vậy. Lý Thanh Thủy ở một đi bên vẫn không nói chuyện đột nhiên tán đồng nói một câu, cung mệnh nói. Nghe được lời của hai người, vẻ mặt Dương Diệp đầy hắc tuyến, nhưng lại không thể không thừa ca nhận, hai người nói đều là lời thật. So tướng mạo. Hắn quả thực không đẹp trai bằng hai người kia, về phần gia thế. Hắn xuất thân từ một đệ tử tạp dịch, làm sao có thể so sánh với tông môn cửu phẩm. Về phần cảnh giới, hắn vừa mới tấn chức vương giả cảnh, mà đối phương đã là nửa bước linh giả cảnh. Nghĩ vậy, Dương Diệp cảm giác bị đả kích, bất quá chỉ trong nháy mắt. Nam Cung Mộng trừng mắt nhìn, sau một lúc lâu nàng mới biết lúc trước mình nói có bao nhiêu nghĩa khác. Nghĩ đến lời của mình lúc trước. Gò má của Nam Cung Mộng đỏ lên, sau đó Trừng Hy Lạc cùng Lý Thanh Thủy nói. Hai người các ngươi nghĩ đi đâu, ta nói ta thích con tử điêu trên vai hắn, ngươi, các ngươi thật là tức chết ta. Nghe được Nam Cung Mộng nói, khóe miệng mọi người co giật một cái, nguyên lai là ưa thích con sủng vật kia. Ánh mắt mọi người từ trên người Dương Diệp chuyển rời đến tử điêu, khi thấy tử điêu, mọi người liền thoải mái, thầm nghĩ thảo nào Nam Cung Mộng sẽ thất thố, bởi vì tử điêu thật sự là quá đáng yêu. Lúc này tử điêu đã tỉnh ngủ, hai mắt linh động lưu chuyển, đang tò mò đánh giá mọi người chung quanh, thỉnh thoảng lại gãi gãi lỗ tai của Dương Diệp, cộng thêm bộ lông màu tím sạch sẽ sáng sủa, lúc này tử điêu có vẻ cực kỳ đáng yêu. Lúc này sắc mặt của Dương Diệp có chút mất tự nhiên, lúc trước hắn còn tưởng đối phương coi trọng mình. Giờ mới biết là hắn tự luyến, tuy hắn đối với Nam Cung Mộng không có ý nghĩ không an phận gì, thế nhưng trong lòng vẫn có chút không thích, đương nhiên. Đổi lại ai gặp phải loại sự tình này, sợ rằng cũng sẽ có chút khó chịu. Nghe Nam Cung Mộng nói, Hy Lạc công tử nhất thời thở dài một hơi, sau đó cười nói. Ta đã nói rồi, ánh mắt của Mộng Mộng làm sao có thể kém như vậy? Ân, Mộng Mộng ưa thích con tử điêu này. Tốt, tốt, ta cùng với chủ nhân của tiểu gia hỏa kia vừa vặn quen thuộc, ta đi đoạt cho ngươi, à không, là đi mua lại. Hà tất phiền toái như vậy? Đúng lúc này. Lý Thanh Thủy ở một bên đột nhiên nói, sau đó thân hình tiêu thất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện, đã ở trước mặt Dương Diệp, tay phải tìm tòi, chộp tới tử điêu trên vai Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, trong mắt lóe lên sát ý, nếu dám xuất thủ với tử điêu, Lý Thanh Thủy này không thể nghi ngờ là xúc phạm nghịch lân của hắn.
Dương Diệp không chút nghĩ ngợi rút kiếm chém một cái. Một kiếm này, Dương Diệp không có thi triển kiếm ý, chỉ đơn thuần dùng tới huyền khí kim sắc cùng lực lượng thân thể. Tuy như vậy, nhưng lúc này Dương Diệp đã là vương giả cảnh, cho nên uy lực một kiếm này của hắn cũng cực kỳ kinh khủng. Một kiếm chém ra, vô số người chỉ thấy một đạo kiếm quang màu vàng xẹt qua, thậm chí có người còn không kịp phản ứng. Thời điểm Dương Diệp vung kiếm chém ra, Lý Thanh Thủy nhíu mày, thế nhưng sắc mặt bất biến, tay xoay chuyển, tay chụp vào tử điêu đột nhiên cải biến phương hướng, đưa tay chụp một cái, nắm lấy kiếm của Dương Diệp ở trong tay, sau đó nói. Thực lực không tệ, đáng tiếc. Lý Thanh Thủy đang chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp cũng cười lạnh, kiếm ý tầng 3 trong nháy mắt ra trì lên trường kiếm trong tay, sau đó nắm trường kiếm xoay tròn. Lý Thanh Thủy biến sắc, tay nắm trường kiếm của Dương Diệp vội vã buông lỏng, nhưng vẫn có chút muộn, trường kiếm ở trong bàn tay hắn lóe lên, một vết máu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng còn chưa kết thúc, cánh tay Dương Diệp run lên, trường kiếm ra trì lên kiếm ý tầng 3 giống như độc xà xảo quyệt, nhanh như tia chớp đâm về phía cổ họng của Lý Thanh Thủy. Đối với Dương Diệp mà nói, thông thường hắn không chủ động trêu chọc người, thế nhưng nếu có người trêu chọc hắn, vậy hắn hạ thủ là tử thủ, về phần đánh thắng được hay không, đánh trước lại nói. Nhìn thấy Dương Diệp thi triển ra kiếm ý, hơn nữa còn là tầng 3, vô số người sửng sốt, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp một mực bị bọn họ bỏ qua dĩ nhiên là một kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm. Trong mắt Hy Lạc công tử cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói. Kiếm ý tầng 3, hơn nữa kiếm ý ngưng luyện như vậy, ha ha, lúc trước ngược là có chút xem nhẹ hắn. Chỉ là đáng tiếc, khiến băng diện tức giận, dù bất tử cũng phải tàn phế. Ai, quen biết một hồi, ta có nên ra tay giúp đỡ hay không? Thật là khó khăn. Mà Nam Cung Mộng thì cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm tử điêu trên vai Dương Diệp, như đang nhớ lại cái gì. Thấy Dương Diệp lại muốn mạng của mình, thần sắc của Lý Thanh Thủy lạnh lẽo, huyền khí trong cơ thể khẽ nhúc nhích, nhất thời, một quang cầu lục sắc xuất hiện ở trước mặt hắn, bấm tay bắn ra, quang cầu lục sắc bắn về phía Dương Diệp. Đang! Trường kiếm đâm vào quang cầu lục sắc, giữa sân vang lên tiếng nổ mạnh. Khi trường kiếm đâm vào quang cầu lục sắc, Dương Diệp biến sắc, bởi vì một cổ lực lượng to lớn từ trong quang cầu theo trường kiếm bắn trở về, cổ lực lượng này làm cho cánh tay hắn tê dần, sau đó thân thể bắn ngược ra, bay 7-8 trường mới ngừng lại được. Nhìn quang cầu lục sắc phiêu phù ở trước mặt Lý Thanh Thủy, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, quang cầu lục sắc kia đến tột cùng là cái gì, thậm chí ngay cả kiếm ý tầng 3 cũng không thể thương tổn, còn bị nó bắn ngược, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, lúc trước sẽ ăn thiệt thòi lớn rồi. Đúng lúc này, Lý Thanh Thủy cũng bấm tay bắn ra, chỉ thấy quang lục sắc hóa thành một sợi tuyến, kích bắn về phía Dương Diệp, tốc độ cực nhanh, khiến sắc mặt của Dương Diệp kịch biến. Bởi vì quang cầu lục sắc đã đánh vào trước ngực của hắn. Bành! Trong nháy mắt Dương Diệp té bay ra ngoài, bay ra chừng 20 trượng mới rơi trên mặt đất, không biết sống chết. Mọi người kinh hãi, quay đầu lại nhìn Lý Thanh Thủy, chỉ thấy quang cầu lục sắc kia chẳng biết lúc nào đã ở trước mặt hắn, giống như lúc trước hơi chuyển động, như vừa rồi nháy mắt giết Dương Diệp không phải là hắn vậy. Hy Lạc công tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ Dương Diệp đứng, nhìn Lý Thanh Thủy trầm giọng nói. Băng diện, làm như vậy tựa hồ có chút không tốt. Đoạt đồ vật của người khác phản kháng, ngươi liền giết người đoạt bảo, cái này truyền đi, đối với Thượng Thiêu Tông của ngươi cũng không tốt. Lý Thanh Thủy nhìn nơi Dương Diệp rơi trên mặt đất, sau đó lạnh nhạt nói. Quá yếu. Hy Lạc công tử nhướng mày, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chậm rãi đứng lên, nhìn thấy một màn này, vô số người trợn mắt hốc mồm. Người trước mắt này cư nhiên ở trong tay Lý Thanh Thủy chống qua một chiêu mà không chết. Hy Lạc ngẩn ra, sau đó khóe miệng vểnh lên, trên mặt lộ ra tiếu ý. Lý Thanh Thủy nhướng mày, hiển nhiên, Dương Diệp ăn một kích của hắn mà còn chưa chết, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Dương Diệp chậm rãi đứng lên, nhìn Tử Điêu cười cười, sau đó ôm Tử Điêu vào trong ngực, ngăn Tử Điêu đang muốn xuất thủ, nhìn Lý Thanh Thủy nói. Quả thực quá yếu. Nói xong. Dương Diệp như không có chuyện gì xảy ra nhún vai, sau đó chậm rãi đi về phía Lý Thanh Thủy. Nga! Lý Thanh Thủy nhíu mày, quang cầu lục sắc trôi nổi ở trước mặt hắn nhanh chóng chuyển động, từng đạo khí tức kinh khủng từ trong đó giống như nước thủy triều khuếch tán ra. Dương Diệp vẫn chậm rãi đi về phía Lý Thanh Thủy.
Nhìn Dương Diệp chậm rãi đi về phía Lý Thanh Thủy, vô số người nhất thời lộ ra vẻ sùng bái. Ở Trung vực Tam Kiệt là một truyền thuyết, là một ngọn núi cao không thể chạm. Đừng nói vương giả cảnh, coi như một ít cường giả linh giả cảnh cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Mà bây giờ, xuất hiện một kiếm tu vương giả nhất phẩm muốn khiêu chiến Lý Thanh Thủy một trong Trung vực Tam Kiệt. Trước không nói cái khác, chỉ nói phần can đảm này cũng đã khiến mọi người bội phục. Hy Lạc công tử ở một bên nhìn Dương Diệp, trong mắt hứng thú càng ngày càng đậm, bởi vì Dương Diệp thật khiến hắn ngoài ý muốn. Bị huyền bảo thiên cấp của Lý Thanh Thủy, thứ nguyên ma cầu kích một cái, cư nhiên không chết, điều này làm cho hắn thực sự thật bất ngờ cùng nghi hoặc. Phải biết rằng, uy lực của thứ nguyên ma cầu, coi như cường giả linh giả cảnh cũng không dám đón đỡ. Khi đi đến trước mặt Lý Thanh Thủy 10 trượng, Dương Diệp dừng bước, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, từng đạo huyền khí kim sắc từ trong cơ thể chảy đến huyền kiếm trong tay, theo huyền khí kim sắc không ngừng tràn vào, huyền kiếm trong tay Dương Diệp bộc phát ra kim quang màu vàng chói mắt. Cùng lúc đó, tiểu trảo của Tử Điêu trên vai Dương Diệp cũng dần hiện ra tử quang nhàn nhạt. Lúc này Tử Điêu cực kỳ tức giận, hai mắt trừng Lý Thanh Thủy, nếu như không phải Dương Diệp ngăn lại, nó đã sớm vứt ra mây trăm đạo kiếm khí tử sắc rồi. Lúc này, Lý Thanh Thủy đột nhiên nói. Lĩnh ngộ kiếm ý tầng 3, nghĩ đến người cũng không phải hạng người vô danh, ta rất muốn biết, ngươi là người của vực nào. Nghe Lý Thanh Thủy nói, mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Dương Diệp, hiển nhiên, bọn họ cũng muốn biết Dương Diệp là người của vực nào. Có ý nghĩa sao? Dương Diệp bật cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Nam Cung Mộng trầm giọng nói. Không phải ngươi không biết lai lịch của nó chứ? Dương Diệp nheo mắt, ý tứ của nữ nhân trước mắt này là nàng biết lai lịch của Tử Điêu. Nữ nhân trước mắt này đến tột cùng có thân phận gì, nàng làm sao phát hiện Tử Điêu là yêu thú? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Cái này tựa hồ không liên quan gì tới ngươi. Trong mắt Nam Cung Mộng lóe lên vẻ giận dữ, trong thế hệ trẻ, vẫn chưa có người nào dám nói với nàng như thế. Bất quá nàng cũng không phát tác, ngược lại nhu hòa nói. Chuyện lúc trước, ta thay Thanh Thủy nói lời xin lỗi, ta đối với ngươi cùng nó không có ác ý, chỉ là thấy nó đáng yêu, vô cùng ưa thích, chỉ là ta không nghĩ tới nó dĩ nhiên là người bộ tộc kia. Không có ác ý. Dương Diệp bật cười, sau đó nhìn Lý Thanh Thủy nói. Các ngươi như thế này gọi là không có ác ý, nếu như không phải ta có chút thực lực, hiện tại sợ rằng đã chết không thể chết lại nha. Ngươi là thật muốn chết phải không? Lúc này, Lý Thanh Thủy nhìn Dương Diệp, nhàn nhạt nói. Ngươi có thể thử xem. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cười lạnh nói. Trong mắt Lý Thanh Thủy lóe lên sát ý, đang chuẩn bị động thủ, nhưng Nam Cung Mộng vội vàng nhìn hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Chuyện lúc trước, đích thật là chúng ta không đúng, mong các hạ đừng để bụng, cáo từ. Nói xong. Nam Cung Mộng phức tạp nhìn thoáng qua Tử Điêu trên vai Dương Diệp, sau đó đi về phía Thiên Môn. Lý Thanh Thủy lãnh lạnh nhìn Dương Diệp nói. Nếu như có tiếp theo, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, vội vàng đuổi theo Nam Cung Mộng. Hy Lạc công tử đi tới trước mặt Dương Diệp, từ đầu tới đuôi đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Chậc chậc, thật không nhìn ra tới, ngươi lại là kiếm ý tầng 3, còn thân thể này nữa. Cư nhiên cường hãn đến loại trình độ này, ngay cả cái phá cầu kia cũng không thể kích thương. Chỉ đáng tiếc, người cư nhiên đắc tội băng diện kia rất hẹp hòi, người đắc tội hắn, sau này hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Tùy tiện, Dương Diệp nhún vai, sau đó nhìn Hy Lạc công tử nói. Nói như các ngươi không phải một phe vậy. Phi, Hy Lạc công tử cả giận nói. Ai cùng băng diện kia là một phe? Băng diện kia bình thường trầm mặc ít nói, trang khốc, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu, nếu như không phải thực lực của hắn không tệ lắm, lão tử sớm đã chém hắn cho huyền thú ăn. Ta nghĩ ngươi không phải đối thủ của hắn. Dương Diệp đột nhiên nói. Phép khích tướng. Hy Lạc công tử cười hắc hắc nói. Ngươi cũng đừng ở trước mặt bản công tử chơi chiêu này, nếu như không phải lần này cần đối phó yêu vực cùng minh vực, còn có ma vực, lúc trước bản công tử liền cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Ân, nể tình quen biết một hồi, cho ngươi lời khuyên, sau này đơn độc gặp phải băng diện, có thể chạy bao xa thì chạy. Nói cho người biết, hắn đã từng đơn độc chém giết qua rất nhiều cường giả linh giả cảnh. Ha ha, chém giết cường giả linh giả cảnh sao? Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt có vẻ ngưng trọng,
Tuy khó chịu Lý Thanh Thủy, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, thực lực của Lý Thanh Thủy rất kinh khủng. Đặc biệt là quang cầu lục sắc kia, lúc trước dĩ nhiên khiến hắn không kịp phản ứng liền bay ra ngoài. Phải biết rằng, lúc này thân thể của hắn đã không kém cường giả linh giả cảnh bình thường. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn bay ra ngoài, đồng thời làm cho trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa xuất hiện nội thương. Trọng yếu nhất là, hắn cảm giác một kích kia, chỉ là Lý Thanh Thủy tiện tay, nói cách khác, đối phương căn bản không có chăm chú, chỉ tiện tay đánh bay hắn. Trước khi gặp phải Lý Thanh Thủy, hắn cho rằng trong cùng giai, sẽ không thua bất luận kẻ nào, thế nhưng lúc này thực tế tàn khốc nói cho hắn biết, Dương Diệp hắn ở trong vương giả cảnh còn rất yếu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, những lời này vĩnh viễn có lý. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong tâm đã quyết định, phải nhanh đi Cửu U tìm kiếm Cửu U Hàn Phong, tốt nhất là ở trước khi Tiềm Long Tháp mở ra tìm được. Không thì lấy thực lực của hắn lúc này, nếu thật chống lại Lý Thanh Thủy, ở dưới tình huống không dùng U Minh Quỷ Hỏa cùng kiếm ý tầng 5, hắn là phải thua không thể nghi ngờ. Dù thật dùng U Minh Quỷ Hỏa cùng kiếm ý tầng 5, hắn cũng không có nắm chặt chiến thắng đối phương. Phải biết đối phương sinh ra ở tông môn cửu phẩm, sẽ thiếu huyền bảo công pháp sao? Có thể kém Dương Diệp hắn sao? Đáp án tự nhiên là không. Lúc này giữa sân, cũng không biết những người trong thành là từ đâu biết được tin tức trung vực tam kiệt đi thiên môn, vô số huyền giả từ trong cửa thành lao ra, không tới một hồi, giữa sân đã có không dưới mấy vạn huyền giả, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng lên. Thiên môn, đây đối với vô số người không thể nghi ngờ là một tồn tại kinh khủng. Đừng nói thiên môn, ngay cả địa môn, vô số người ở đây cũng không dám đi xông. Bởi vì chỉ cần chết ở trong thiên môn cùng địa môn, đó chính là thần hồn câu diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Nam Cung Mộng chậm rãi đi tới trước thiên môn, nhìn hai vị cường giả linh giả cảnh trấn thủ khẽ gật đầu, sau đó nói. Nam Cung Mộng, đệ tử chân truyền của tông môn cửu phẩm Thanh Nguyên Tông, vương giả cảnh đỉnh phong. Cường giả linh giả cảnh bên trái khẽ gật đầu. Sau đó nói, đã xác định, tự nhiên, Nam Cung Mộng gật đầu, vậy thì mời, cường giả linh giả cảnh bên phải nhàn nhạt nói. Nam Cung Mộng vung tay phải, một cái gương xuất hiện ở trong tay nàng, cái gương này hình tròn, mặt trái khắc rất nhiều đồ án chiều tượng, ở biên giới có từng vết khắc giống như tia chớp. Nói ngắn lại, từ bề ngoài nhìn, cái gương này tựa hồ cũng không có địa phương gì đặc biệt xuất chúng. Thế nhưng thời điểm nhìn thấy cái gương, hai vị cường giả linh giả cảnh kia lại biến sắc, cường giả linh giả cảnh bên trái trầm giọng nói. Nhà đầu, đây chính là huyền bảo thiên cấp hạ phẩm, chiếu tiên cảnh kính. Nam Cung Mộng gật đầu nói. Khiến tiền bối chê cười, bất quá không có biện pháp, một kích của thiên môn, tương đương với một kích toàn lực của cường giả linh giả cảnh ngũ phẩm, lấy cảnh giới của ta bây giờ, chỉ có thể dựa vào huyền bảo thiên cấp. Nam Cung Mộng, đệ tử chân truyền của tông môn cửu phẩm Thanh Nguyên Tông. Vương giả cảnh đỉnh phong. Cường giả linh giả cảnh bên trái khẽ gật đầu, sau đó nói. Đã xác định. Cường giả linh giả cảnh bên phải lắc đầu nói. Nhà đầu khiêm nhường, trong lịch sử, ngoại trừ số ít mấy người, lại có người nào không dựa vào ngoại vật đi qua thiên môn. Không dựa vào ngoại vật đi vào thiên môn, ân, giống như đã có mấy nghìn năm chưa xuất hiện qua. Cường giả linh giả cảnh bên trái gật đầu nói. Quả thực. Không dựa vào ngoại vật tiến vào thiên môn, đã mấy nghìn năm chưa xuất hiện. Đừng nói không dựa vào ngoại vật, ngay cả dựa vào ngoại vật đi qua thiên môn, mấy ngàn năm qua cũng chỉ hơn 10 người. Nhà đầu, thực lực của người rất tốt, nếu như đi địa môn, 9 phần 10 sẽ qua, nhưng đi thiên môn, sơ sấy một cái, sẽ thần hồn câu diệt, người nghĩ xong chưa? Ta thực sự không muốn thấy thung vực chúng ta tổn thất một thiên tài siêu cấp. Nam Cung Mộng mỉm cười, sau đó nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, chỉ là ta còn muốn thử xem, không thì cả đời sẽ không cam lòng. Nghe vậy, hai cường giả linh giả cảnh nhìn nhau, sau đó đồng thời hít một hơi, lập tức nhường ra con đường. Quả thực, thiên tài như Nam Cung Mộng, nếu như không cho các nàng thử xem thiên môn, các nàng sẽ có khúc mắc cả đời. Khúc mắc này đối với các nàng lúc đầu không có ảnh hưởng gì, thế nhưng khi tiến vào hoàng giả cảnh, đây chính là cực kỳ chí mạng. Cho nên hai người không có ngăn cản. Nam Cung Mộng chậm rãi đi tới trước thiên môn, nhìn cánh cửa kia, thần sắc của Nam Cung Mộng ngưng trọng, cánh cửa này, không chỉ quan hệ đến vấn đề tôn nghiêm, còn quan hệ đến tâm cảnh của nàng. Tu hành chi lộ,
trắc trở vô số, nếu như không có tự tin, bị một cánh cửa nho nhỏ ngăn trở, nàng làm sao một đường vượt mọi chông gai, đạt tới võ đạo đỉnh phong. Cho nên, nàng nhất định phải công thiên môn. Một bên Hy Lạc cùng Lý Thanh Thủy đều trầm mặc, bọn hắn không có lên tiếng ngăn cản, bởi vì bọn họ lý giải cử động của Nam Cung Mộng. Vô số người không hề chớp mắt nhìn Nam Cung Mộng trước thiên môn, không có gì kích thích hơn so với chứng kiến thiên tài ngã xuống hoặc thiên tài quật khởi. Lúc này ánh mắt của Dương Diệp cũng rơi vào trên người Nam Cung Mộng, thiên môn kia kinh khủng, lúc trước hắn đã nhìn thấy, thành thật mà nói, hắn cũng không có nắm chặt gì có thể đi vào thiên môn. Nếu như thiên môn kia chỉ phát ra một kích, vậy hắn tự tin có thể gánh được, nhưng vấn đề là thiên môn chỉ phát ra một kích sao? Hơn nữa, ai biết trong thiên môn này có công kích khác mạnh mẽ hơn không? Nói chung đi thiên môn, hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Bất quá hắn là quyết đi không thể nghi ngờ. Giống như đám người Nam Cung Mộng, Dương Diệp hắn cũng không cho phép tâm cảnh của mình có bất kỳ thiếu hụt nào. Ở trong mấy vạn ánh mắt nhìn chăm chú, Nam Cung Mộng nâng bước chân, đi vào trong thiên môn. Đột biến 1. Nam Cung Mộng mới vừa bước vào thiên môn, trong thiên môn truyền ra năng lượng ba động, lập tức, một đạo hào quang lục sắc từ trong thiên môn xuất hiện, kích xạ về phía Nam Cung Mộng, tốc độ nhanh làm vô số người không kịp phản ứng. Nhìn hào quang lục sắc lăng không xuất hiện, sắc mặt của Nam Cung Mộng ngưng trọng, thiên môn kinh khủng, tông môn đã nói với nàng vô số lần, thậm chí các trưởng lão tông môn còn không cho nàng tới sông, sợ nàng có gì sơ suất. Nhưng nàng vẫn tới, bởi vì nàng cực kỳ tự tin thực lực của mình. Thế nhưng hiện tại, ở thời điểm mình đối mặt thiên môn, nàng biết, cho tới nay, nàng có chút xem nhẹ thiên môn. Bất quá tên đã ra dây không quay đầu lại được, lúc này nàng đã không có đường lui. Bởi vì lui chính là chết, cho nên. Trong mắt Nam Cung Mộng lóe lên ngoan sắc, ngọc thủ nhẹ nhàng, chiếu tiên cảnh nghênh đón lấy hào quang lục sắc. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đạo hào quang lục sắc kia cùng chiếu tiên cảnh tiếp xúc. Không có thanh âm nổ vang, cũng không có năng lượng ba động, bởi vì thời điểm hào quang lục sắc tiếp xúc chiếu tiên cảnh, liền trực tiếp tiêu thất, phảng phất như chui vào cái gương. Mọi người trợn mắt hốc mồm, một kích kinh khủng của thiên môn. Cứ như vậy tiêu thất. Dương Diệp ở một bên cũng nhướng mày, tia sáng lục sắc kinh khủng, hắn là chính mắt thấy được, đây chính là một kích toàn lực của cường giả linh giả cảnh. Nhưng cứ như vậy tiêu thất, cái gương kia đến tột cùng là tồn tại gì, lại kinh khủng như vậy. Chiếu tiên cảnh là huyền bảo phòng ngự thiên cấp, được xưng có thể hấp thu hết thảy công kích của thế gian, đương nhiên không có kinh khủng như vậy, bất quá huyền kỹ dưới thiên cấp, hoặc cường giả linh giả cảnh bình thường công kích, vẫn có thể hấp thu. Không chỉ như vậy, sau khi hấp thu công kích của đối phương, cái gương này còn có thể phản xạ cho đối phương, đây mới là kinh khủng nhất. Như biết Dương Diệp nghi hoặc, Hy Lạc công tử nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ, huyền bảo phòng ngự thiên cấp, nói cách khác, nữ nhân trước mắt ở cùng giai đối chiến, có cái gương kia, cũng đã đứng ở thế bất bại, huyền giả khác không có huyền bảo thiên cấp, căn bản không đả thương được nàng, cái này còn đánh làm gì? Giữa sân. Sau khi chiếu thiên cảnh hấp thu hào quang lục sắc, Nam Cung Mộng không chỉ không có thả lỏng, trái lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bởi vì chỉ nàng mới biết được, nếu như hào quang lục sắc lại mạnh hơn một chút, cho dù chỉ một chút, chiếu thiên cảnh trong tay nàng cũng có khả năng xong. Thiên môn kinh khủng, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Yên lặng một hồi, đột nhiên, trong thiên môn lần thứ hai hiện ra hào quang lục sắc, đạo hào quang lục sắc này so với đạo hào quang lục sắc trước càng mạnh hơn. Hơn nữa tốc độ càng thêm nhanh. Con người của Nam Cung Mộng co rụt lại, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, chiếu tiên cảnh bộc phát ra bạch quang, lập tức một đạo hào quang lục sắc từ trong gương bắn ra. Hai đạo hào quang lục sắc thoáng tiếp xúc, hào quang lục sắc từ trong gương bắn ra ầm ầm tiêu tán, mà trong thiên môn bắn ra hào quang lục sắc thì tốc độ không giảm, đánh vào trong chiếu tiên cảnh của Nam Cung Mộng. Ca sát! Hào quang lục sắc như lần trước quỷ dị tiêu thất, nhưng lần này, mọi người nghe được một tiếng ca sát nhỏ. Ánh mắt tốt sẽ thấy ở biên giới chiếu tiên cảnh xuất hiện vết nứt. Nhìn thấy một màn này, vô số người hít một hơi khí lạnh, kích thứ hai của thiên môn quá kinh khủng, thậm chí ngay cả huyền bảo thiên cấp cũng có thể phá hư. Nếu như mình đi tới, không có huyền bảo thiên cấp ngăn chặn. Nghĩ vậy, vô số người bị dọa chảy mồ hôi lạnh, bọn họ không có huyền bảo thiên cấp, đi tới sợ rằng sẽ như vương kim đao, bị miểu sát trong nháy mắt. Hy Lạc công tử cùng Lý Thanh Thủy thì chau mày, trong mắt hai người không hẹn mà cùng xuất hiện vẻ lo âu,
bởi vì thiên môn kinh khủng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nói cách khác, bọn họ nguyên bản đối với Nam Cung Mộng đặc biệt có lòng tin, lúc này nhìn thấy một màn như vậy, lòng tin kia có chút dao động. Lúc này Dương Diệp lại thầm nói may mắn, đúng vậy, là may mắn, bởi vì lúc trước nếu như hắn tùy tiện xông vào thiên môn, dưới tình huống không biết gì cả, đối mặt một kích kinh khủng này, đặc biệt đạo hào quang lục sắc thứ hai, hắn nhất định sẽ trọng thương, thậm chí gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Không thể không nói, thiên môn kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này đừng nói vương giả cảnh, coi như một ít linh giả cảnh đi vào chỉ sợ cũng thần hồn câu diệt. Đúng lúc này, trong thiên môn lại có năng lượng ba động, một đạo hào quang lục sắc từ trong thiên môn lăng không thoáng hiện, lúc này đây, khi nhìn thấy hào quang lục sắc này, con người của Nam Cung Mộng co rụt lại, bởi vì đạo hào quang lục sắc này so với trước lớn hơn gấp đôi, hơn nữa tốc độ nhanh đến ngay cả nàng cũng có chút thấy không rõ. Nam Cung Mộng phản ứng không chậm, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào chiếu tiên cảnh, theo huyền khí không ngừng tràn vào, chiếu tiên cảnh bộc phát ra ánh sáng màu trắng chói mắt, trong chiếu tiên cảnh lần thứ hai bắn ra một đạo hào quang lục sắc. Hai đạo hào quang lục sắc thoáng tiếp xúc, giống như lúc trước, chiếu tiên cảnh bắn ra hào quang lục sắc tiêu tán, sau đó hào quang lục sắc từ trong thiên môn bắn ra, thẳng tắp đánh vào trên chiếu tiên cảnh. Đang lúc mọi người kinh hãi, thiên cấp huyền bảo chiếu tiên cảnh thoáng run lên, sau đó oanh một tiếng, hóa thành mảnh nhỏ khắp bầu trời. Nhưng đạo hào quang lục sắc kia còn không có tiêu thất, ngược lại tốc độ không giảm bắn mạnh tới Nam Cung Mộng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạc biến đổi, ngay thời điểm hai người muốn động thủ, hai cường giả linh giả cảnh canh giữ ở trước thiên môn quỷ dị xuất hiện ở trước mặt ngăn trở bọn họ. Đột biến 2. Yên diệt. Đúng lúc này, trong thiên môn đột nhiên truyền đến thanh âm quát nhẹ, mọi người nhìn lại, chỉ thấy ngọc thủ của Nam Cung Mộng nhận ra, nhẹ nhàng nắm chặt, sau một khắc, một quả đấm lớn, đen nhánh giống như hắc động đột nhiên xuất hiện ở trước ngọc thủ của Nam Cung Mộng, chỉ chớp mắt, hắc động khuếch tán to lớn hơn mấy lần, nuốt đạo hào quang lục sắc kia vào. Huyền kỹ thiên cấp trung phẩm, yên diệt. Thấy một màn như vậy, giữa sân có người kinh hô. Thiên cấp trung phẩm. Nghe được câu này, Dương Diệp biến sắc, đây là lần đầu tiên hắn thấy huyền kỹ thiên cấp trung phẩm. Dĩ vãng, hắn cho rằng thiên cấp trung phẩm cùng thiên cấp hạ phẩm cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không kém quá lớn, nhưng thấy một màn này, không thể không nói, ý nghĩ này của hắn là sai lầm. Thiên cấp hạ phẩm cùng thiên cấp trung phẩm chỉ cách một bậc, là kém nhiều lắm. Uy lực của tia sáng lục sắc thứ ba, coi như là một ít linh giả cảnh cũng không tiếp nổi, nhưng bị huyền kỹ thiên cấp trung phẩm thôn phệ sạch sẽ. Hiện tại Dương Diệp có chút tin Nam Cung Mộng đã từng cùng Lý Thanh Thủy và Hy Lạc công tử chém giết qua cường giả tôn giả cảnh. Nhìn thấy hào quang lục sắc bị thôn phệ sạch sẽ, Nam Cung Mộng thở dài một hơi, sau đó tê liệt ngồi trên mặt đất, một kích kia, đã lấy sạch sẽ huyền khí trong cơ thể nàng, lúc này trong cơ thể nàng không có một giọt huyền khí. Hiện tại coi như một huyền giả bình thường nhất, cũng có thể đánh chết nàng. Bất quá cũng may, lúc này nàng đã xông qua thiên môn. Bởi vì thiên môn chỉ xuất kích 3 lần. Yên tĩnh một hồi, giữa sân đột nhiên truyền ra tiếng hoan hô như sấm. Bất kể là người của vực nào, cường giả đều đáng được tôn kính. Đương nhiên, nhiều người hơn là chấn động cùng bất đắc dĩ, ở trong các vực, bọn họ đều là thiên tài đứng đầu nhất, cũng là tồn tại nổi bật nhất. Thế nhưng hiện tại, so sánh với Nam Cung Mộng, bọn họ nhất thời cảm giác mình thật thẹn với hai chữ yêu nghiệt. Cái gì mới thật sự là yêu nghiệt? Nam Cung Mộng mới là. Trong đám người, Dương Diệp trầm mặc, không thể không nói, thực lực của Nam Cung Mộng khiến hắn có chút rung động. Đặc biệt là huyền kỹ thiên cấp sau cùng. Tuy huyền kỹ thiên cấp đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là Nam Cung Mộng tu luyện thiên cấp huyền kỹ đến gần hoàn mỹ. Đúng vậy, đã sắp tới cảnh giới hoàn mỹ. Lúc trước thời điểm Nam Cung Mộng thi triển huyền kỹ thiên cấp, hắn lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, mới phát hiện huyền kỹ thiên cấp của đối phương có chút kẽ hở. Nhưng kẽ hở này cũng không thể nói là kẽ hở, bởi vì tốc độ đối phương thi triển thực sự quá nhanh, cái kẽ hở này mới vừa xuất hiện đã tiêu thất. Nói cách khác, tính phát hiện sơ hở của đối phương, Dương Diệp hắn cũng không làm gì được. Loại tình huống này, từ khi hắn lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh tới nay, còn là lần đầu tiên. Trong trầm tư Dương Diệp không phát hiện, Tử Điêu ở trên bả vai hắn ánh mắt nháy nháy, trên tiểu trảo thoáng hiện tử quang nhàn nhạt. Mà ánh mắt của nó thì rơi vào trong thiên môn. Hai gã cường giả linh giả cảnh cũng gật đầu, Nam Cung Mộng xông qua thiên môn,
cũng là vì trung vực làm vẻ vang, đều là người trung vực, hai người bọn họ tự nhiên cao hứng. Lúc này Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạc công tử cũng thở dài một hơi, lúc trước hai người bọn họ nhìn là kinh hồn táng đảm, đặc biệt một kích cuối cùng của thiên môn, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, nếu như không phải Nam Cung Mộng đã tu luyện huyền kỹ thiên cấp trung phẩm đến đại thành, thì nhất định sẽ thần hồn câu diệt. Bởi vì một kích cuối cùng kia, căn bản không phải nhục thân của bọn họ có thể thừa nhận. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hy Lạc công tử nói. Tùy tiện. Lý Thanh Thủy thích chữ như kim. Hy Lạc công tử gật đầu nói. Vậy thì người tới trước đi. Khóe miệng Lý Thanh Thủy giật một cái, nhàn nhạt nhìn Hy Lạc công tử, ngay thời điểm hắn chuẩn bị đi đến thiên môn, giữa sân hiện lên một đạo tử quang, tử điêu trên vai Dương Diệp tiêu thất, sau một khắc tử điêu liền xuất hiện ở trong thiên môn. Người trước hay ta trước? Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số người ngẩn ngơ. Mà Dương Diệp thì sắc mặt kịch biến, không chút nghĩ ngợi thi triển thân pháp đến cực hạn, hóa thành một đạo hắc tuyến kích xạ về phía thiên môn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.